mà mất tiếng rồi chúng ta cũng ráng hào hào ra rồi thì chúng ta rủ hay là chúng ta nói bằng được, phải mấy bạn trai mới hiểu hiểu ý tôi nói không? Tức là dĩ nhiên mình nói nhẹ người ta cũng nghe, nhưng mà ý là mình muốn chân cái ruột gan của mình nó ra tới phía bên ngoài, thì không lẽ thờ phượng Chúa mình không lấy được, mặc dầu trong cái hơi thở nhỏ nhẹ, trong cái giọng nhỏ nhẹ mình Chúa cũng nghe. Đây là không phải la hét gì Chúa bị lãng tai, nhưng mà mình dốc đổ cái lòng của mình ra phải quý bạn trên để mà thờ phượng Chúa, và Chúa đẹp lòng điều đó. Lần nữa chào mừng tất cả quý bạn trên cầu cứu tuần rồi tôi nhóm với chúng ta thì có gọi tôi nói là tại vì còn ở San Diego về nhà thăm gia đình cho nên tuần này vắng mặt. Tôi cảm ơn Chúa, chắc cầu sẵn chúng ta nghĩ là điên làm rồi trốn luôn, thành ra cô có gọi báo tin cho tôi và tôi cảm ơn Chúa điều đó. Nói lần gặp quý bạn trên là một niềm vinh hạnh mà Đức Chúa Trời cho chúng ta, vinh hạnh đối với hội thánh có quý bạn chị em, nhưng mà đối với chúng ta niềm vinh hạnh thì chúng ta có thể hôn nhau mập lại. Cảm ơn Chúa, chúng ta cầu nguyện số tiền dành này. Cảm ơn Chúa, chúng ta với Chúa Jesus Christ, chúng con thờ phượng tôi với Ngài. Cảm ơn Cha vì Ngài ở cùng chúng con, cảm ơn Cha vì lẽ sống Ngài trên muôn con, cảm ơn Cha vì sự dư dật Ngài ban cho từ sự thờ phượng tốt lành và trong một phần nhóm tốt lành để mà chúng con cài nguyện Ngài. Xin tiếp tục ở cùng chúng con, dạy dỗ dẫn dắt sư thị dạy người trong sự công bình, tiếp tục dẫn dắt tấm lòng chúng con, không phải chỉ tận hiến bằng tiền bạc, nhưng tận hiến bằng hơi thở, tận hiến bằng sự cầu nguyện, tận hiến bằng sự đầu tư tâm trí chúng con để nghe lời Ngài của chuyện này. Chúng con cảm ơn Cha, xin Chúa ban ơn cho anh chị em chúng con những chân những cô lãi này. Chúng con biết không ai mà phải bị ép buộc để dân, mà chúng con muốn dân nhiều hơn, chúng con muốn đầu tư nhiều hơn vào công việc Chúa, mà chúng con biết rằng Ngài sẵn sàng cho chúng con có hơn để rồi chúng con học việc Ngài. Chúng con cảm ơn Cha, chúng con tôn vinh Chúa nhiều lắm. Xin tiếp tục ở cùng anh chị em chúng con có sức khỏe để mà có thể làm việc và hầu việc Chúa bằng cách này cách nọ, rồi trong mọi cách chúng con muốn tôn vinh Ngài và yêu mến Chúa. Chúng con cảm ơn Cha, chúng con ra mắt Chúa trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa nhiều lắm. Cảm ơn Chúa. Trong tháng này thì các quý bạn cho em tôi biết rằng ai cũng yêu mến Chúa, không có cắt bớt tiền để trả tiền điện, chứ tiền điện tháng này thế nào nó cũng lên rất là nhiều. Tôi nhà tôi trung bình á, bình thường thì 200, khoảng 200-300, mà tới những tháng như vậy á, là 500 trở lên là tiền điện không á, tại vì cái máy lạnh nó chạy không nổi. Hồi lúc mà tôi sửa nhà thì người ta nói phải hai cái máy lạnh và từ phía trên phía dưới nó mới chạy nổi. Nhưng mà mình lúc đó mình hạ tiền thì ra nó đâu có gì đâu, thôi một cái đủ rồi, thật sự không đủ. Mà vì cái không đủ đó nó chạy càng nhiều, mà càng nhiều càng dễ hư nữa. Thật ra cái gì có những cái mà mình hạ tiền nó cũng làm cho mình bị tốn kém thêm, nhưng mà thật sự phải hạ tiền. Nhưng mà tới lúc đó là tụi tôi chỉ có đuối rồi, không có đủ khả năng nữa. Nhưng mà thật ra tôi cứ nơm nớp sợ trong lòng là cái máy nó có thể tắt bất cứ lúc nào. Tại vì những ngày hôm qua thì quý bà cho em biết là nó chạy ngày đêm luôn, nó không ngưng. Mà đã vậy mà ở ngoài mà khoảng trăm thì ở trong nhà khoảng 80-90 chứ nó không có xuống nổi, tại vì nó quá nóng. Mà cảm ơn Chúa nhiều khi mình vô đây có máy lạnh thì tôi rất là vui mừng. Và xin Chúa ban ơn cho quý bạn cho em, xin đọc lời Chúa với tôi trong sáng thế ký. Xin đọc với tôi sáng thế ký đoạn 32. Chúng ta đọc một vài câu hôm trước thì tôi có chia sẻ quý bạn trên một chút xíu, nhưng buổi chiều nay tôi chia sẻ một cái khía cạnh khác cho quý bạn trên. Okay, coi chúng tôi câu 24 cho tới hết đoạn. Sáng tới ký 32 câu 24 tới hết đoạn, chúng ta cùng nhau đọc. Và một mình gia cớ ở lại thì có một người vật lộn với mình đến rạng đông. Khi người đó thấy mình không tái nổi bèn rắn vào xương hông gia cớ, xương hông liền chặt trong khi vật lộn. Người đó bèn nói, trời đã rằng đông rồi, thôi để cho ta đi. Nhưng gia cớp đáp rằng, tôi chẳng cho người đi đâu, nếu người không ban phước cho tôi. Người đó hỏi tên người là chi, đáp rằng tên là gia cớp. Người lại nói, tên ngươi sẽ chẳng là gia cớp nữa, nhưng tên là Israel. Vì ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời mà người ta, ngươi đều được thắng. Gia cớp hỏi, xin cho tôi biết tên người, đáp rằng làm sao ngươi hỏi tên ta. Rồi người này ban phước cho gia cớp tại đó. Gia cớp đặt tên chỗ đó là Phê-niên, vì nói rằng tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu. Khi qua nơi Phê-niên thấy mặt trời mọc rồi và người đi dạ cảnh, bởi cớ đó cho đến ngày nay dân Israel chẳng bao giờ ăn bắp quế của lối xương hông, vì người đó có đánh vào xương hông Gia cớp nơi gần của bắp quế. Cảm ơn Chúa. Ở trong câu 1 của đoạn 33
Gia-cốp nhướng mắt lên và nhìn kìa, Ê-sao dẫn 400 người đi đến. Amen. Chúng ta nhờ Chúa. Cảm ơn Cha lần nữa có lời của Ngài. Chúng con yêu mến lời của Chúa. Chúng con biết rằng danh sự Chúa đến đây vì khao khát Chúa, không một điều nào khác hơn để vì dẫn chúng con đến nơi này trong một buổi trưa nóng lực. Nhưng mà chúng con cảm ơn Cha về sự tự do Ngài cho chúng con, sự yêu mến Chúa Ngài cho chúng con, tấm lòng khao khát Chúa trên chúng con và lời của Ngài dạy cho chúng con. Xin cho chúng con lớn trong năng quyền của Ngài, trong sự sức giàu, trong sự hầu về Chúa. Chúng con được vinh hiển khi Ngài hiện diện, chúng con được vinh hiển khi Ngài ở cùng, và sự chữa lành đã bắt đầu, sự giải cứu đã bắt đầu, và sự tiếp trợ đã bắt đầu đầy dẫy trên mỗi anh chị chúng con, và lời của Chúa là nền tảng để chúng con đứng trên sự chúc cứu của Ngài. Chúng con cảm ơn Cha trên Chúa Jesus Christ, tôi hủy quá quyền lực bóng tối, quyền lực sự chết, quyền lực sự chẳng tên, để dân sự Chúa được tự do nhận lãnh và lớn lên trong mực thước của lời của Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Cha, chúng con sẵn sàng nghe lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con cầu nguyện trên Chúa Jesus Christ. Amen. Nếu quý bạn trẻ nhớ thì trong ngày lễ của người cha tôi có giảng về Gia-cốp cho quý bạn trẻ, quý bạn trẻ có nhớ không? Và trong cái đề tài đó thì tại vì cái buổi đó tôi không có thời gian nhiều cho nên tôi tóm tắt và tôi chạy rất là lẹ để mà nói về Gia-cốp. Cái chuyện này chúng ta không chú trọng về cái cuộc đời của Gia-cốp, nhưng mà chú trọng một cái điều là một cái mực thước, một cái sự lớn lên tăng trưởng và một cái sự khác biệt giữa Gia-cốp trước khi gặp Đức Chúa Trời và Gia-cốp mà sau khi vật lộn với Đức Chúa Trời. Và tôi và quý bạn cho em hiểu chỗ này, Gia-cốp không phải là không quen thuộc với Chúa. Gia-cốp biết đó là lý do mà Gia-cốp tìm cách để mà ăn cắp quyền trưởng nam của anh mình lại sao. Gia-cốp tìm cách để cho cha mình là Isaac cầu nguyện mà chéo tay, xin lỗi không phải chéo tay nhưng mà cầu nguyện chúc phước thay vì cho Ê-sao, thì ông Giang là gọi là gì, ông tìm cách là cho Gia-cốp cho Isaac đặt tay trên ổng, là đeo cái lông chiên đó tưởng là cầu nguyện cho Ê-sao, nhưng mà thật sự cầu nguyện chúc phước cho Gia-cốp. Cái sự gian lận ở trong đó, ngu mẹo trong đó, và đó là cái tên của ổng. Nhưng mà dù sao quý bạn cha biết rằng Gia-cốp có một cái mà đẹp lòng Đức Chúa Trời là ổng rất là kiên trì. Quý bạn cha biết điều đó, nhiều con cái của Chúa tưởng là nhẹ nhàng mềm mại, là tức là sao cũng được, có buông trôi thanh tín đồ 12 bến nước trong nhà được chịu ấy, mà hên xui hên thì Chúa ban phước, xui ráng chịu, không phải vậy. Nhưng mà chúng ta không có giằng co ở trong cái xác thịt, quý bà chị hiểu, có một cái buồn mình Chúa luôn luôn giống như Phaolô. Bởi vì tôi giảng một hồi nó đi trở lại một chỗ, Phaolô luôn luôn nói là tôi làm được mọi sự. Ông có bao giờ ca cải lương không? Ông là một người đáng ca cải lương phải quý bà chị, Phaolô đó, sứ đồ Phaolô, tại vì ông một người đang cao trọng, phải không? Ông người Pharisee được cao trọng, ông có quyền thế, ông có quyền tài hại hội thánh, tại vì trong mắt ông làm điều đúng cho nước Đức Chúa Trời, phải không? Quỷ diệt những người mà phản tượng của Đức Chúa Trời. Rồi sao? Ông trở nên người mà bị Đức Chúa Trời đụng tới làm mù, rồi làm sáng mắt, rồi xong rồi phải đi vào môn đồ, bị người ta nghi ngờ, bị cướp, bị có những cái sự rủa xả ở tay động. Nhưng mà sao? Rốt cuộc ở trong tù ngục, rốt cuộc ở trong những sự bắt bớ, ông vẫn nói tôi làm được mọi sự. Đó là cái quân bình của con cái Đức Chúa Trời. Con cái Đức Chúa Trời một là em yếu lắm, em bệnh lắm, em hoạn lắm, em không làm gì được lắm, em yếu đuối, thôi nhờ ông kia đi, nhờ bà kia đi, nhờ ông kia. Phải quý mà cho em qua bài điện, qua bài tôi làm được mọi sự tại vì Chúa cho tôi thông minh lắm. Tôi là hồi đó là đã học giỏi từ nhỏ, hay là tôi khỏe lắm, hay là tôi khôn ngoan. Ông Vũ, ông qua đây trước tôi chứ, ông không biết đầu tư gì hết, tôi qua trễ chứ tôi đầu tư thành công mọi sự. Một là vậy, một là không biết làm gì hết, hai là mình biết làm nhiều sự. Quý bà cho em biết, cái kiên trì của con cái Đức Chúa Trời là vững lòng đặt trên cái tên điều mình biết, đức tin của những sự mà Đức Chúa Trời chúc phước. Cái sai của Gia-cốp đó là thay vì ông trông chờ cái thời điểm của Đức Chúa Trời thì ông muốn lấy theo cái thời điểm của ông. Quý bà cho em hiểu không ạ? Nhưng mà Đức Chúa Trời đâu có mắc mưu. Quý bà cho em hiểu không? Mà Đức Chúa Trời cũng biết trước Ê-sao là người mà Đức Chúa Trời ghét và bỏ, và Gia-cốp là người mà Đức Chúa Trời yêu. Tại vì Chúa phán vậy, phán quyết mà cho em. Mà tại sao như vậy? Là tại vì Chúa biết cái tấm lòng Ê-sao là một người xác thịt, tượng trưng cho xác thịt. Ông thích bát canh phản đậu, ông thích những cái gì của với bên ngoài, ông không cần cái thừa hưởng cái tài sản của Đức Chúa Trời, cái quyền tưởng năng. Và quý mà trên thấy sao thấy cái xác thịt của ông bọc lên khi mà ông dặn ba của ông cầu nguyện chúc phước cho Gia-cốp, thì ông đi ra ông lấy những cái người nữ ngoài bang chọc giận, tức là chọc giận Đức Chúa Trời. Quý mà cho mẹ ông có cái tánh xác thịt quay sao. Còn Gia-cốp ông biết phước hạnh của Đức Chúa Trời và ông muốn quyết tâm được cái phước hạnh đó, nhưng mà ông không chờ thời điểm của Đức Chúa Trời.
mà không chờ đợi những Đức Chúa Trời. Thành ra thấy chưa tới khi chưa có thì ông nghĩ phải làm gì mới được, phải làm kia được. Nhưng mà quý bà cho em biết rằng trong cái cuộc đời của ông, tôi không đi trở lại nữa, tôi không bây giờ. Nhưng mà Đức Chúa Trời dẫn ông từ lúc ban đầu, ngay lúc mà ông tìm cách để mà lấy bán cái ba ngàn phạt đậu để mà lấy cái quyền thượng nam, Đức Chúa Trời có ở cùng ông. Khi mà ông lấy lời chúc phước của Isaac, Đức Chúa Trời có ông rồi ở cùng ông để tới nhà của cậu mình là La-ban cũng ở cùng ông. Phải quý bà cho em, và cho đến khi kể về quý bà cho em biết rằng trong cái cuộc đời của Gia-cốp á, mình nhìn á thì quý bà cho em thấy là ổng giống như ổng được khôn ngoan, ổng được tất cả phải không? Khi mà ổng đi ra đi thì một mình thân ổng, lúc ổng về thì ổng có cái bầy chiên phải không quý bà cho em? Nhưng mà quý bạn cho em biết rằng khi mà sao ổng đi vô xứ Ai Cập đó, Joseph được đi trước rồi ổng vô xứ Ai Cập đó, quý bạn cho em coi với tôi Sáng Thế Ký đoạn 47 đó. Quý bạn cho em coi, khi mà Pharaoh ra mắt Pharaoh đó, thì Pharaoh hỏi Gia-cốp người bà bao nhiêu tuổi. Quý bạn cho em nghe kỹ, ông nói Gia-cốp tao rằng những năm tôi sống ở đời phiêu lưu hết thảy là 130 năm. Các năm của đời tôi lấy làm ngắn ngủi và lại nhọc nhằn, chẳng bằng những năm bình an của tổ phụ tôi khi người phiêu lưu đó. Quý bà cho em thấy rằng Gia-cốp sau khi gặp Đức Chúa Trời và sau khi về nhà, rồi sau khi gặp lời Joseph, thì ông vẫn coi cái đời sống của ông vẫn là một đời sống phiêu lưu và nhọc nhằn. Và tại vì cái sinh nhọc nhằn đó đến, tại sao quý bà cho em? Là tại vì ông làm những điều mà đi ngược với Đức Chúa Trời, mặc dù Đức Chúa Trời có chúc phước cho ông. Quý bà cho em hiểu không? Bởi vì tôi nói cùng quý anh bạn trên ngày hôm nay, đừng nói là một sinh tinh lành quá thụ động, đừng nói là con cái Đức Chúa Trời không biết làm gì hết, không có tranh đấu. Quý anh bạn trên biết rằng chúng ta tranh đấu bằng sự cầu nguyện, đó là thứ nhất. Tại vì không có sự cầu nguyện không có điều gì hết. Và thứ hai nữa, chúng ta không biết con đường nào để là tranh đấu hết, phải quý anh bạn trên? Quý anh bạn trên hiểu điều đó. Bất cứ người nào, tôi đã thường nói cùng quý anh bạn trên, con cái Chúa phải biết bổn phận công dân là đi bầu theo cái best, cái tốt nhất của chúng ta. Nhưng mà có thật sự quý mạnh cho em biết người nào tốt hay người nào xấu không? Có người nào mà đi ra ứng cử rồi nói ôi ra bầu tôi đi xong rồi tôi sẽ bắt quý vị đóng thuế hơn, tôi sẽ lấy hết lương của quý vị rồi tôi sẽ hành hạ quý vị cho quý vị khổ không? Không. Người nào cũng nói cái tốt. Đó là lý do mà người ta nói cái tốt cho những cái sắc tộc nào, những cái dân nào mà cần giúp đỡ nhiều hơn nhất, thì người ta nhắm vào những điều đó, phải quý mạnh cho em. Và phần đông là họ đầu họ thắng nhờ như vậy. Nhưng mà tôi nói cùng quý bạn chơi, có nhiều người hứa rồi không làm được, hay là hứa rồi không muốn làm. Thành ra chúng ta cũng không biết ai là đúng là sai, nhưng mà chúng ta làm cái tinh thần của mình là cố gắng đứng trên lời Chúa. Tôi đã từng nói cùng quý bạn chơi đứng trên lời Chúa và dựa theo lời Chúa tốt nhất cái gì mình có thể dựa được, rồi mình làm cái bổn phận của mình, bổn phận công dân, bổn phận tín đồ. Nhưng mà quý bạn chơi biết chúng ta không biết. Đó là lý do cái sự tranh đấu tốt nhất của chúng ta là cái sự cầu nguyện, là cái sự biệt riêng ra cho Chúa, là cái sự vâng phục Chúa, là cái điều đó là điều tốt nhất. Rồi trong đó có những cái chúng ta làm được, có những cái mà Chúa sai Hội Thánh Chúa làm, có những cái mà chúng ta làm như là con của nước trời. Nhưng mà quý anh bạn cho em biết rằng luôn luôn là Đức Chúa Trời chỉ định mọi sự. Nếu mà chúng ta hiểu, chúng ta thấy là từ lúc đầu Chúa chỉ định cho Abraham tới nào, rồi sau đó con cái của Abraham, rồi sau đó đời sống của Joseph được chỉ định từ rồi tôi giảng của quý anh bạn cho em. Và đời sống của Gia-cốp được chỉ định thì có nghĩa là Chúa biết cái con đường chúng ta, Chúa biết cái tánh khí của chúng ta, Chúa biết là những cái mưu tính trong cuộc đời chúng ta, mà Chúa vẫn làm một cái con đường cuối cùng là cái con đường đẹp lòng Đức Chúa Trời. Quý bạn có hiểu không? Vì Ngài đã chọn như vậy. Nếu mà con người chúng ta là con người biết quan phục Chúa thì cái con đường chúng ta đi nó không phải như vậy. Nhưng mà bởi vì Chúa biết chúng ta là cái tánh khí không vâng phục Chúa, thì Chúa có một cái con đường dẫn chúng ta đi để rồi chúng ta học vâng phục Ngài cho đến cuối cùng. Nhưng mà quý bạn cho em biết rồi, khi mà Chúa, quý bạn cho em thử nghĩ là đối với Đức Chúa Trời đó, là dân sự của Chúa đó, từ xứ Giê-tô đi tới Canaan là bao nhiêu ngày? Ngày thứ 11 là họ đã tới, phải không? Ngày thứ 11 là họ đã tới xứ Canaan. Nhưng mà tại vì đi qua đó thì lại sợ rồi đi sai thám tử cũng không dạy nữa, tại vì nó là trời. Nhưng mà sai thám tử chi để qua đó thấy cái sợ, sợ cái gì? Càng nhàn thì thấy gì đi qua được, 11 ngày là tới rồi, phải đi trong đồng vắng 40 ngày. Thì quý bạn cho em thử nghĩ, nhiều lúc mình nhức đầu lắm, là Chúa có biết không? Biết chứ. Tại vì Chúa biết rằng họ sẽ không qua đến đó 11 ngày mà phải đi qua đồng vắng 40 ngày, và Chúa biết 40 năm, và Chúa biết là bao nhiêu người sẽ qua được, chỉ còn có hai người ra khỏi đồng vắng là Joseph với lại Caleb. Phải không quý mình cho em? Chúa biết.
Và Chúa sử dụng cái dòng nhỏ đó đây vào miền đất hứa. Ý tôi muốn nói cùng quý bài trang là không có cái gì ngoài ý Đức Chúa Trời hết. Nhưng mà không phải vì vậy mà mình cứ ngồi một chỗ mà mình nói rằng Chúa muốn làm gì làm hả? Chúa muốn đem danh sự Chúa qua thì Chúa cho qua, không cho thì thôi. Không, họ có những cái bước mà họ đi để mà được đó. Nhưng quý bài trang thấy rõ, nếu họ học quân phục thì không cần bốn chục năm trong lòng bán. Phải không? Nếu họ học quân phục thì không có chết hết những người ra khỏi xứ Ai Cập mà chỉ có những người sanh, tức là dòng dõi sau này á, mới được qua bên kia đàm phán. Quý ông bà cho em hiểu không ạ? Okay. Tại ra cái mà tôi nói cùng quý bà cho em nhiều lúc trong cuộc đời của mình á, tại sao mình phải học quân phục Chúa? Tại vì có một cái điểm tốt nhất của Đức Chúa Trời mà mình sẽ tới để chúng ta chọn và lập nó cái điểm nào đó, cái điều gì mà mình làm được đó chỉ có Đức Chúa Trời biết. Nhưng mà mình sẽ tới được thì quý ông bà cho em cứ ngồi một chỗ nó cũng sẽ tới. Chúa có cái cách đẩy chúng ta đến, phải không quý ông bà cho em? Nhưng mà nếu chúng ta học quân phục Chúa thì cái con đường nó sẽ vinh hiển hơn, gọn hơn và nó đỡ khốn khổ hơn là cái con đường mà Đức Chúa Trời dẫn chúng ta đi. Nhưng mà tại vì Chúa biết trước mình không phải như vậy, nên là trên con đường mình nó sẽ gặp khốn khổ mà Chúa cũng chuẩn bị những cái để Chúa phước cho tôi và quý mình trên. Hiểu không ạ? Tại vì tôi nói là con của Đức Chúa Trời không có lỗ, mình có hư Chúa cũng sửa. Mình có tốt Chúa cùng chúc phước mà không tốt Chúa cùng chúc phước trên cơn rồi đó, và thấy rõ bài học trai có tôi đơn quyến mà chê ra cốp đâu có đáng thương mà Đức Chúa Trời chúc phước, đúng không? Đức Chúa Trời ở cùng quyến bà chê biết là Joseph thì chúng ta biết là Đức Chúa Trời chọn, cho nên ổng làm gì cũng được phước hết. Nhưng mà trai cốp thì chúng ta thấy rõ là ổng lương lẹo để lấy cái điều phước của Đức Chúa Trời, nhưng mà Chúa cũng có chúc phước. Và chính là ổng nói đó, khi mà tôi vào có một mình thôi, vào tâm sứ đối với cậu mình là La Ban có một mình, nhưng mà đi ra thì bày chiên và có súc vật và có những đầy tớ nam, những đầy tớ nữ, ít nhất là 400 người ít nhất đi theo ổng. Thì quý ông bạn cho em biết là cái sự tình nguyện đó Đức Chúa Trời ban cho trong cuộc đời tôi và quý ông bạn cho em ấy. Tôi ước ra quý ông bạn cho em hiểu được một điều, đó là chúng ta là những người được phước, những người được chúc phước. Nhưng mà cái phước của mình á, mình cứ nói là phước dày mới là phước nè. Thế nếu mà tôi có tiền mới được phước này, nếu mà tôi mua được nhà mới được phước này, con cái tôi đỗ đạt mới được phước này, tôi thành công gì mới là được phước, phải không quý bạn cho em? Quý bạn cho em thấy nhiều người ở trên đỉnh rồi họ rớt xuống tới vực thẳm họ mới được phước, còn chi nhiều người thì mới đậu vực thẳm rồi Chúa đem họ lên tuốt ở trên đỉnh thì họ được phước. Quý bạn cho em hiểu, thì nói chung Ngài là Alpha và Omega, Ngài là đầu tiên và cuối cùng. Ở chỗ dưới thấm nhất của mình vẫn có Đức Chúa Trời, ở chỗ cao nhất của mình vẫn có Đức Chúa Trời. Chỉ em thua là cái lòng của mình và sự làm việc của Chúa trong cuộc đời thôi. Nhưng mà tôi có một cái cách giảng đó mà ít ai tin Chúa, tại vì cái giảng của tôi để tới quốc à. Quý bà xem thấy nhiều mục sư hứa tin Chúa đi được chữa lành, tin Chúa đi rồi Chúa cho đi Mỹ, tin Chúa đi rồi được phước, tin Chúa đi có công ăn việc làm. Tôi nói cùng quý ông bà xem, tôi dòm trong gia đình tôi thấy người nào càng tin Chúa đó càng dễ thất nghiệp, càng tin Chúa càng dễ có bệnh, sẽ được chữa lành. Mà tự người thường nói cùng quý bà cho em được chữa lành, cảm ơn Chúa, hallelujah, đừng ngồi đó mà hallelujah, chuẩn bị đi, có thể có cái bệnh nặng hơn nó tới. Tôi nói vậy những người xưa của tôi không thích, tại tuyên bố tiêu cực, và tôi nói thiệt nó không phải tiêu cực, nhưng mà đó là cái cuộc đời, đó là cái sự. Tại vì sao? Tại vì cho đến Chúa Giêsu mà chết ở trên thập tự giá mới bày tỏ sự vinh hiển và tuyệt đỉnh nhất của Đức Chúa Trời, phải không quý bà cho? Trong cuộc đời chúng ta đó, cái xác nó còn hoài à, mà dầu mình đóng đinh trên xác thịt mình tình dục mình trên tập tự giá, mà chỉ có những cái bình tật nó mới lấy ra cái sức của mình, phải không? Phải không quý bạn cho em? Những sự cô đơn nó mới lấy ra cái hạnh phúc, nó lấy ra cái sự trông chờ, phải không? Người nào mà còn có gia đình nó không hiểu những người khác đâu. Đừng có đi mà khuyên lên những người bị ly dị, đừng có đi khuyên lên những cái người mà gia đình có những con không thành công, đừng có làm những cái trò đó, quý bạn cho em không hiểu đâu. Chỉ có người bệnh mới hiểu người bệnh, chỉ có những người mà thất thế mới hiểu người thất thế, nhưng mà thật sự có Đức Chúa Trời mới hiểu cái người có Đức Chúa Trời và ở ngoài Chúa là như thế nào, phải không quý mình cho? Mà làm sao chúng ta hiểu được? Tôi nói rồi, bây giờ ai bệnh gì tôi cũng hiểu hết, tôi hiểu. Ví dụ như ai mà làm nhà thương tôi cũng có làm nhà thương, ai mà suýt bị mất sự sống tôi suýt nghĩ suýt nữa cột cái giò tôi hiểu, phải không quý mình cho? Và nếu mà nói thất biệt cũng hiểu. 3 năm, 4 năm nay là tôi có gì làm, tại vì tôi về hôm sớm thì tôi hiểu cái tình trạng mà thiếu tiền, tình hạn này nè, thành ra tôi hiểu. Còn nếu quý ông bà cho em không kinh nghiệm, không hiểu, thành ra nhiều lúc những cái lời khuyên của mình nó chết quá kìa. Và tôi đã từng cười ở trong bụng, tôi dám cười ha hả,
tại vì mục sư gì mà giống như là thất đức quá. Nhưng mà tôi thấy nhiều người nói chú sung lắm, sung lắm, cái mới thất nghiệp chú là đập đầu xuống đất rồi, cái đó là than giảng lắm, sao tôi theo chú rồi chú không có bày tỏ quyền năng, chú không có bao nhiêu này nọ, rồi sao tôi theo chú mà cầu nguyện chú không nghe, chú ở đâu, chú ở đâu? Chú ở cái chỗ mình có. Thì tôi muốn giảng quý bà cho em, hy vọng là tôi có thời gian, nhưng mà tôi muốn cho quý bà cho em thấy một điều rất là vĩ đại là Chúa có ở cùng chúng ta, Chúa có chút phước, nhưng Chúa luôn luôn dẫn chúng ta tới cái tốt nhất của Ngài, và cho đến khi mà chúng ta gặp ấy, thì chúng ta mới thấy là Đức Chúa Trời là như thế nào. Và cái điểm đó là điểm mà sẽ thay đổi cuộc đời. Tôi nói cùng quý bạn cho em, sau khi mà trong sách Sáng Thế Ký đoạn 32 mà nãy chúng ta đọc đó, chúng ta thấy rằng Gia Cớ lúc đó gặp được Đức Chúa Trời phải không? Bất bọn phải không? Và lý do mà ông không buông ra tại vì ông cần cái lời hứa, ông nói là cho đến khi mà đấng hứa với tôi là ở cùng tôi thì tôi mới buông ra, phải không? Phải không? Tôi sẽ chẳng cho người đi đâu nếu người không ban phước cho tôi. Tức là ông không buông ra chứ là chú Phước, mà quý bà cho em thấy cái chỗ nào nói là ông được chú Phước. Đã lắm quý bà cho em. Hột xoài không có rớt xuống từ trên trời, không có dấu chứng thiên sứ gì ở xung quanh Gia Cớp hết, không có một cái dấu hiệu gì hết. Quý mạng cho em thấy, và quý mạng cho em tìm kiếm phép lạ coi chừng nha. Chúa ơi, cho con một cái phép lạ để con tin Ngài. Bút một cái kẹo cái sư đang lạnh lạnh nha, đòi chút phước chi. Hồi nãy đi vô cầu nguyện có đang ăn đêm, mới đi vô thì còn lạnh lạnh hai chân, đến chừng sáng vô hallelujah gặp được Đức Chúa Trời đi cà thọ. Quý bà cho em thấy nhiều người ngày hôm nay giảng ngược đó, có bệnh là không phải là Chúa. Tôi không nói là Chúa làm mình cà thọt nha, tôi không nói là Chúa cho mình bị ung thư mụn nhọt hay gì hết. Nhưng quý bà cho em hiểu, có những cái sợ chạm của Chúa hay lắm, là tại vì cho đến cuối cuộc đời của ông đó, ông sẽ được gặp đi sao, mà sao có quân lính mà ông đi, chắc chắn Chúa nói câu người không chạy nổi đâu, đừng có lo chạy. Tại ông sắp thế, nhớ không, ông có hai cái đạo quân sắp thế chứ. Con tôi vui lắm, con của bà Sáu bà mấy bé đó. Với vợ mới đầu là hai con đòi, vợ con của hai con đòi đi trước rồi tới bà vợ Sáu. Đòi này, người hai con đòi này không thuộc vợ ta thì cho đi trước, vợ trượt. Xong rồi tới Lê A là bà vợ Sáu với 10 đứa con á. Okay, con bà vợ Sáu đi thứ nhiều. Xong rồi bà vợ cưng của mình ra trên đi mà. Mấy ngày đại tớ mình mới đi làm sao thì cho tới lúc đó là chắc cũng chết nhiều bớt rồi, thành ra mình có đường chạy. Mà chú nói con không chạy đâu, con chạy cho bị tạp chân rồi, thế nào con cũng chết à. Nhưng mà cái chỗ đó thật sự tôi nói đùa, nhưng mà có tới một cái chỗ biến bàn cho em thấy rằng Gia Cớp trở nên một người không có trọn vẹn theo phần xác, nhưng mà trọn vẹn theo cái tấm lòng của ông. Cái phần xác được Đức Chúa Trời đồng. Thật ra tôi hồi nãy tôi nói đùa chứ cái Đức Chúa Trời không dán bệnh tật hay không dán gì. Nhưng mà tôi nói cái mà Đức Chúa Trời đụng chúng ta đó, nó sâu hơn và nó xa hơn. Có nhiều người nói chú không làm vậy, có nhiều người nói chính với tôi anh đừng có giảng là Đức Chúa Trời cho phép bệnh tật nha, anh đừng có bao giờ nói cái câu là chú cho mình nghèo ha, hay là những điều đó là chú cho phép. Người ngoại mà nghe điều đó là họ không tin Chúa. Tôi nói đúng rồi, tại vì họ tin Chúa đây được phước chứ họ không muốn đến có ban phước. Và tôi nói là trong thời điểm nào cũng sẽ có những cái điều mà không có phước hạnh đến với cuộc đời chúng ta, phải không quý mạnh trên? Người nào mà tìm kiếm phước hạnh sẽ vì cái phước hạnh đó mà bỏ Chúa, giảng gì vậy thôi. Nhưng mà cái sự thật là đó, có những cái điều xảy ra trong cuộc đời của mình thấy giống như không có phước nó lại phước hạnh. Bởi vì tôi nói cùng quý mạnh trên, mình suy nghĩ mình sẽ thấy khi mà dân sự của Chúa thấy ông này đi ra tưởng ngon lành lắm, tưởng gặp Đức Chúa Trời gì vĩ đại lắm, đi ra cà thọt là thấy cũng tiêu rồi, phải không quý bà chị em? Nhưng mà nãy đoạn 33 nãy mà anh Phi đọc đó, thì quý bà chị em đã thấy rằng ông đi ra thì ông nhướng mắt nhìn lên, và đây là cái điều tại sao thiên sứ của Đức Chúa Trời lìa, tức là Đức Chúa Trời lìa ông, không phải là tại ban sáng này mà trời chói quá phải đi về, không phải, nhưng mà tới thời điểm mà ông phải đối diện với cái sự sợ hãi của ông, và ông đối diện điều đó bởi cái sự mà ông biết rằng quý bà chị em coi trong câu 30 đó, Gia Cớp đặt tên chỗ đó là Phê-ni-ên, vì nói rằng tôi đã thấy Đức Chúa Trời, phải không, đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được khỏe. Quý bạn cho em mà tới cái điểm đó trong cuộc đời của mình đó, là coi như quý bạn cho em đã xong cái phận sự của một người theo Chúa. Tại vì khi mà mình kinh nghiệm được Chúa rồi đó, nó không thay đổi đâu quý bạn cho em.
Phi-e-rơ mà gặp Chúa không thay đổi, ông có vấp không? Vấp bảo trôi Chúa, té xuống nước, nói những cái điều ngôn đồ của Chúa đó, đi theo Chúa có phạm phạm không? Có phạm, gặp mấy người mà đối xử mà không tốt lành với Chúa, nói Chúa muốn tôi giáng lửa từ trời xuống họ, có đức tin dữ dội lắm. Này thì hiểu đâu cái tài này không? Quý bà cho em hiểu không? Chúa nói các ngươi không biết cái linh nào mà các ngươi nói điều đó. Có người bỏ Chúa, có người từ chối Chúa, tức là đi theo Chúa có những cái hoạn nạn, có những cái mà không tốt lành xảy đến cuộc đời. Nhưng mà tôi đã từng nói cùng quý bà cho em, người nào mà theo Chúa, yêu Chúa thật sự không bỏ Chúa. Và những cái hoàn cảnh mà đến với họ không làm họ bỏ Chúa, họ có hụt hẫng đó, nhưng mà họ sẽ trồi lên. Họ có những sự nan đề đó mà họ sẽ trà lên. Tại vì tôi thường nói của quý bạn em rất là giản dị, con của quý bạn em khi mà gặp hoạn nạn nó không chạy đến một sư hữu mà nó chạy về quý bạn em, phải không? Có nhiều người nói với tôi, con tôi nó hư, nó bỏ nhà đi rồi nó ôm bầu nó về nhà tu, nó bỏ nhà đi rồi nó vợ con nó về nhà tu. Tại vì quý mà trên là cái sự che chở của nó, thương hay không thương là hay là nó không có thích quý bạn trên, rồi tới cuối cùng quý bạn trên vẫn là cái sự chở che của nó, phải quý bạn trên. Vì là một đứa con đó, tôi và quý bạn trên biết cha của mình là ai. Tới lúc mà chúng ta cần chạy đó thì không ai mà chúng ta chạy được. Có nhiều người ráng chạy bên này, ráng chạy bên kia, ráng kia tắt bề này tắt bề kia, nhưng mà cuối cùng không ai chịu, không ai chứa, không ai giúp quý bạn trên được, ngoại trừ Đức Chúa Trời và con của Chúa sẽ bám với Chúa vậy thôi. Quý bà anh chị em có biết, nhiều người không để ý, nhưng mà trước khi tới đoạn 32 á, thì quý bà anh chị em biết rằng là cha Cớp đã ở trong xứ của Laban đó là 20 năm, 14 năm để lấy hai bà vợ, 6 năm làm nô lệ. Rồi xong đến lúc á, mà những người con của Laban bắt đầu nói rằng là cha Cớp bắt đầu ăn cắp cái gia tài, cái tài sản cha mình, thì ông sợ bỏ đi. Nhưng mà quý bà anh chị em có biết rằng nếu mà không có điều đó thì ông không đi không? Ông không có trở về như lời Đức Chúa Trời hứa với ông. Tại vì khi ông thấy sợ, ông mới bắt đầu đi. Tại nhiều lúc trong cuộc đời của mình vậy đó quý mạnh cho em. Mình giống như mình hưởng. Cảm ơn Chúa, Chúa yêu tôi, cảm ơn Chúa, tôi thỏa lòng trong Chúa. Bùm cái, mất tất cả. Mình mới thật sự hụt hẫng và tìm kiếm Chúa. Còn thôi mình cứ sống lại. Quý mạnh cho em cứ nhớ dân Ai Cập tội tại sao mà kêu cầu với Đức Chúa Trời không? Khi mà họ xin lỗi dân Israel ở trong xứ Ai Cập tội, họ kêu cầu khi bị hoạn nạn, khi bị đàn áp, khi khổ quá mới kêu cầu Chúa. Nếu mà không khổ lúc mà Joseph còn sống, họ đâu kêu cầu Chúa. Tại vì họ hưởng mà, họ được ơn của Pharaoh mà, họ được sống mà, được có đất ở đó, mất mới gì phải chạy, phải quý mà cho em. Mà khi khổ quá, nhưng mà Chúa muốn chúng ta đẩy chúng ta lên. Ở trong sự Đức Chúa Trời nghe cho kỹ, mà Chúa muốn đẩy chúng ta lên, mà hãy càng lên thì sống nó càng cao. Ôi, rồi mất thêm tín đồ nữa. Tại người ta không chịu vậy. Theo Chúa phải được phước. Hôm qua tôi mua được một chiếc xe. Hôm qua là mới qua Mỹ là đi xe Nissan, mà đi xe đời bảy mấy á. Nhưng mà sau đó là đi lên Toyota, rồi sau đó phải đi lên Lexus, rồi Lexus xong rồi phải đời gì tôi cũng hết rồi. Tới đó là tôi cũng hết biết xe rồi. Lamborghini hay cái gì đó. Có nhiều người ngày hôm nay chạy xe tăng, cái xe gì Hummer à, tôi cứ chọc hoài. Có tiền đâu sáng. Xe đó đạp ga cái là 8 đồng sáng rồi. Mà có tiền mà, kể ai chế chứ tôi có tiền đâu sang, tôi cứ chạy xe đó vậy thôi. Mà quý mạng cho em biết là đối với họ phước phải vậy đó. Cái ngày hôm nay phải nhiều hơn, thỉnh dựng nhiều hơn, phải tốt nhiều hơn là cái ngày hôm qua. Nhưng mà tôi nói cùng quý mạng cho em, bởi vậy còn sử dụng dạng nữa là mất tín đồ nữa. Khi mà Phaolô mà mất hết đó, ông mới có Đức Chúa Trời. Mà tưởng sao Đức Chúa Trời đâu có phục hồi lại cho ông đâu, đúng không? Đã mất hết về phần xác của cuộc chết luôn, chứ đâu được làm chủ tịch đâu, phải không? Nhiều người hôm nay mấy hồi trước thời gian của ông Vũ không cho giảng, không phải ông Thánh này nha, xin lỗi nói trước nha, hồi Thánh này không có ai thay giảng hết. Nhưng mà tôi nói vậy, ông sư Vũ không biết gì trọng dụng tôi, hồi Thánh không biết ơn tôi, bỏ chức vụ Phaolô Phi Rơ. Nếu mà bỏ chức vụ là ông bỏ trước, và tại vì ông đang giảng 3,000 người, 5,000 người, có ông Phaolô nào. Và hồi đó giết người, giết hội thánh, cái giờ lên cái tự nhiên cái không ai cần biết Phi-rơ là gì hết, còn dạy luôn cho Phi-rơ nữa, phải không? Mất, không có gì hết. Phao-lô đang là ngon lắm, ở trong người Pharisee đang là cao lắm, tôn trọng lắm, tin Chúa, mất hết. Hồi nãy tôi nói nó không được gì hết. Rồi tưởng cuối cùng chắc cũng phải được làm chủ tịch hay là giáo hạt trưởng gì hết.
không được nữa, rốt cuộc cũng chết. Phan, nhưng mà Trang, nhưng mà Trang hiểu điều tôi nói. Nhưng mà Phaolô chịu được, cho nên ổng bị như vậy. Tại vì ổng chịu được, ổng nói là tôi mất mọi sự, tôi bỏ hết mọi sự để được đến Christ. Oh my God, ngày hôm nay là mình tôi muốn được đến Christ để có mọi sự. Hãy dân sự của Đức Trời nghe dùm tôi đi, cái câu đó nó mở lỗ tai. Và ngày hôm nay người ta giảng vậy, có đến Christ thì có mọi sự. À, mất hết mọi sự để được đến Christ. Nhưng mà khi có đến Christ thì thật sự có mọi sự. Mà trong cặp mắt của Đức Chúa Trời, trong cái cặp mắt tôi và quý mời chị chưa vô bài giảng. Nhưng mà cái bài giảng là như vậy. Quý mời chị em biết rằng 20 năm đó ở với La-ban, nếu mà La-ban không kiếm chuyện với Gia-cốp đó thì Gia-cốp không có bỏ về. Nhưng mà lời hứa của Đức Chúa Trời là trong đoạn 28, khi mà hành trình của Gia-cốp đó, quý bạn cho em thấy khi mà ông đi tới Bê-tên đó, sau khi mà ông lục đục với Ê-sao ông chạy đó, thì quý bạn cho em thấy Gia-cốp là một người mình nói là không xứng đáng gì, nhưng mà ông thấy nhiều cái khải tượng mà người khác không thấy. Quý bạn cho em bao giờ thấy thiên sứ Đức Chúa Trời chưa? Chưa. Mà quý bạn cho em có bao giờ thấy mà mình đang nằm ngủ rồi xong rồi có thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên đi xuống trên cái thang? Nọ chỗ này không là tôi cũng mất đức tin nữa. Tại sao thiên sứ của Đức Chúa Trời mà phải dùng thang để đi lên đi xuống? Nhưng mà Chúa nói vậy, tôi nghe vậy thôi. Quý mà anh cho em hiểu mà. Chứ thiên sứ Đức Chúa Trời chắc chắn không cần thang rồi. Chứ cái gì mà bò lên, thang đi lên đi xuống cái chỗ đó. Cho nên không biết là chỗ người rồi. Quý mà anh cho em thấy rằng Chúa hứa gì với ông. Tôi thiệt lẽ quý mà anh cho em đoạn 28. Okay. Và cơ tới một chữ kia từ câu 11 có câu: mặt trời đã khuất đêm tại đó, người lấy một ngọn đá làm gối đầu, nằm ngủ tại đó. Bèn chim ba thấy cái thang bắt từ dưới đất đến tận trời, các thiên sứ Đức Chúa Trời đi lên xuống trên cầu thang đó. Này Đức Chúa Trời ngự trên cầu thang mà phán rằng: ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời Abraham tổ phụ ngươi, ta là Đức Chúa Trời của Isaac, ta sẽ cho ngươi và đồng đội ngươi đất mà ngươi đang nằm ngủ đây, và đồng ngươi sẽ đông như các bụi trên đất và tràn ra đến đông tây nam bắc, và cho các họ sẽ dễ nhờ ngươi và dòng dõi ngươi mà được phước. Đây là lời hứa mà cho Abraham, nhớ không? Bây giờ qua cho đến nhà cơm. Và trong câu 15 này: ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu ta sẽ giao tiền nữ đó và đem ngươi về xứ này, vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta đã làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi. Cảm ơn Chúa, cái lời hứa đó nó không khác gì cái lời hứa của Chúa được chép trong nguyện cái tánh này cho tôi và quý mình. Nhưng mà 20 năm sau ông mới có cái lời hứa đó. Mà tôi bảo đảm ông quên cái lời hứa đó cho đến khi một lần nữa ông đang hưởng với La-ban thì không có cái lý do gì ông phải bỏ La-ban hết. Nhưng mà cho đến khi La-ban, ông nghĩ là La-ban sẽ tìm cách hại ông thì ông mới trốn, ông chạy. Và khi mà ông chạy thì ông mới nhớ tới cái lời hứa của Đức Chúa Trời. Mà quý bạn cho em có biết rằng lời hứa Chúa hứa thì hứa, nhưng mà sợ thì sợ, phải không? Phải không quý bạn cho em? Chúa hứa thì hứa mà ông có nhớ không? Một lát tôi chỉ lại coi, ông nhớ lời hứa của Chúa. Chúa có hứa với tôi, Chúa có hứa, Chúa ở cùng tôi. Ông nói y chang cái lời chúc phước nãy tôi dẫn lời cho quý mà đem. Chúa hứa với tôi là dòng dõi tôi sẽ sanh ra nhiều. Chúa hứa với Chúa hứa. Sợ thì vẫn sợ, chạy thì vẫn chạy. Nhưng mà quý bà chị biết đây là cái điều tôi muốn nói. Quý bà chị mà nãy tôi bắt đầu tôi nói là ông đang đối diện cái đoạn 32 là sắp sửa tới đoạn 33 là ông đang ở một mình, ông đang sợ hãi, ông đang lo lắng, con vợ thì đi qua phía bên kia rồi, chỉ có một mình ông ở một mình đó, thì ông gặp Đức Chúa Trời. Rồi ngày hôm sau ông đối diện với Ê-sao, cái sự sợ hãi của ông là Ê-sao, cái sự đã xảy ra cho ổng là La-ban và những cái sự mà áp đãi ở nơi bên La-ban, và La-ban đuổi theo. Quý mà cho em nên nhớ là La-ban tìm cớ chứ không có phải là rượt theo. Quý mà cho em có biết La-ban và đạo buôn rượt theo để làm gì không? La-ban lấy lý do là mất mấy cái tượng, tượng đó là tượng thần, tại vì họ thờ thần tượng đó mà ra trên giấu. La-ban nói là mất cái tượng trong nhà, cái trăm cái ngàn cái tượng mà chỉ có mất hai cái tượng thôi mà cũng rượt theo, thì không phải là vì cái tượng mất mà tìm cái giết vậy thôi. Nhưng mà khi đến đó tôi mà nói nữa là tôi hết giờ giảng cho quý bà chị. Nhưng mà trước khi mà La-ban tới đó thì quý bà chị biết rằng sao? La-ban gặp Đức Chúa Trời phán qua quý bà chị trong đoạn 31 á. Okay. 31 câu 3, 24: nhưng Đức Chúa Trời đến cùng La-ban người Aram mà phán rằng:
giàu lành hay dữ thế nào người khá như mình đừng nói gì cũng nên hết, tức là đừng nói đừng làm gì hết. Và sau đó khi mà La-ban gặp Gia-cốp á, thì quý các bạn thấy là La-ban chúc phước cho Gia-cốp, tại vì nói Đức Chúa Trời đã phán với ta là không được nói với người cái gì hết. Thì tôi nói cùng quý các bạn xem, có phải là Đức Chúa Trời dùng La-ban để dẫn Gia-cốp ra khỏi xứ không, để trở về cái vùng đất cước? Quý bà cho em thấy điều đó không? Chúa cho phép chứ không ở hoài à. Nhiều lúc mình giờ cái hoàn cảnh của những gì mà thấy hiểu cái bài học gì mà đằng sau đó, tại nhiều lúc cái đời sống cầu nguyện của mình tới đây cái nó ngừng đúng không, có hết rồi mà mình luôn dùng cái câu kinh thánh mà có khi ngươi xài nhưng mình dùng sai. Tôi thỏa lòng trong Chúa, thỏa lòng đây là thỏa lòng trong cái tiền Chúa cho, thỏa lòng trong cái hạnh phúc Chúa cho, thỏa lòng cho vợ đẻ con thơ, thỏa lòng cho nhà giàu tủ lạnh hay là tiền bạc không sao nữa, tôi thỏa lòng trong Chúa. Không phải vậy quý mày cho em hiểu không, nhưng mà câu thỏa lòng mình vậy đó, tại đây cầu nguyện tới đó rồi ngưng rồi, nhưng mà con mình bệnh á bắt đầu cầu nguyện phải không, nhà gia đình mình lụt đột bắt đầu cầu nguyện phải không quý bạn xem. Tôi nhớ một cái câu của một sư huynh, một số quý bạn xem không biết, một sư Bùi Đức Huy, nhưng mà ông nói là ông cũng dân ngủ tuần ông cầu nguyện cũng dữ dội lắm, mà đến khi con trai của ông là từ trên lầu 2 mà rớt xuống đất cái nứt sọ đó, thì lúc đó mới là lúc ông thiệt sự cầu nguyện. Và đứa nhỏ đó còn sống cho đến ngày hôm nay cũng là một sư ở đầu làng bàn dùng này. Okay. Quý bạn xem hiểu không? Tại ra quý bà cho biết nhiều lúc cái đời sống của mình tới đó nó ngưng á, tới đời đó nó giống như là được phước rồi mà thỏa lòng rồi cái mình ngưng cầu nguyện lai rai, cầu nguyện ăn cơm. Nhiều người không ăn cơm nhiều cũng không cầu nguyện luôn, phải không quý bà cho em? Cầu nguyện cũng được nhưng mà có lúc có nhu cầu. Thành ra quý bà cho em thấy rằng cái khi là Chúa Đức Chúa Trời là đấng mà khiến cho La-ban có ý xấu đối với Gia-cốp, nhưng mà chính Đức Chúa Trời là đấng mà khiến cho La-ban nghe được tiếng của Đức Chúa Trời. Và nên một lần nữa tôi nói cùng quý ông bà anh chị em, không phải người nào mà nói tôi nghe Đức Chúa Trời phán đều là người của Đức Chúa Trời đâu. Quý ông bà anh chị em hiểu rồi đó, tôi từng nói thành ra cẩn thận, hãy nhìn trái mà biết cây. Phải quý ông bà anh chị em, hãy nhìn trái ở đây không phải là họ giàu có hay là họ đẹp đỏ lên này nọ, nhưng mà thấy thật sự là trong hoạn nạn họ tỏ ra cái gì với Đức Chúa Trời, trong buồn phiền họ tỏ ra cái gì với Đức Chúa Trời, trong giận dữ trong cô đơn họ tỏ ra cái gì, có trái thánh linh ra không? Chứ còn lúc mà đang bình an đang phước hạnh thì trái thánh linh đầy hết à, tình yêu mà tôi giàu không biết mà che mắt mới gì, tôi không yêu biết mà che đúng không, mà tôi đang giàu tôi đang khỏe thì mắt mới gì tôi không vui vẻ bình an vui mừng, phải quý mà che tình yêu thương tôi vui mừng bình an nhìn nhục chưa, nhưng mà hiện là tôi tính mềm mại tiết độ. Tôi mà có tiền là tôi có hết như mấy cái đó. Tại này cái nhưng mà khi và cái hoàn cảnh khi cái đời sống của mình nó có mới thật sự thể hiện là mình của người Đức Chúa Trời hay không thì đó là trái. Tôi biết nhiều mục sư mà hội thánh đang phát triển đồ này nọ thì yêu mến Chúa đùng cái bị bắt bớ, đùng cái bị mất này mất kia, hay là đùng cái hội thánh bị chia rẽ, cái bài tỏ ra con người đó là con người gì? Con người của quyền lực hay là con người của Đức Chúa Trời? Con người của sự chiến đấu hay là con người của Đức Chúa Trời? Tôi nói thật cùng quý bà cho em, nhiều lúc tôi chia sẻ đó, tại vì tôi giảng không phải mình quý bà cho em nghe, tôi giảng là theo cái kinh nghiệm tôi thấy, tôi giảng là theo những cái điều khác đã xảy ra rồi. Nhưng mà xin lỗi là tại vì trong đây có một sinh viên, một sư Kim Sơn, hồi trước còn có một sư Vi Giang, có một sư Châu, một sư Lưu Lê, nên nhiều lúc tôi nói tôi sợ mấy người đó nghĩ là tôi nói họ, chứ thật sự không phải. Nhưng mà có ở trên đất này có những người hầu vì Chúa không phải vì sự kêu gọi. Và tôi đã nói cùng quý bạn cho em, tôi biết tại sao tôi yêu mến những con cái mà tôi tới Chúa ở đây là tại vì họ hầu vì Chúa cũng là như không như tôi thôi. Chứ tôi nghĩ người nào cũng có trình độ, có khả năng để mà đi một chỗ nào khác. Quý bạn cho em hiểu không? Nhưng mà ngoài cái chỗ đó ra thì quý bạn cho em thấy rằng Chúa đẩy La-ban để mà La-ban tới cái chỗ mà không phải vì Gia-cốp được ơn, nhưng mà bởi vì Đức Chúa Trời gia ơn ở tiền Gia-cốp để mà nói với La-ban, và La-ban không được đó. Tôi tới của Đức Chúa Trời. Nhưng mà quý ông bà anh chị em biết rồi, đây là cái sự mà xảy ra trong cuộc đời tôi và quý ông bà anh chị em ấy, là nó constantly trong cuộc đời mình có những cái biến cố ở trong quá khứ và sẽ có những cái biến cố ở trong tương lai. Phải không quý ông bà anh chị em?
Và Gia Cớp là cái người đứng giữa vậy đó. Gia Cớp đứng giữa, Gia Cớp đang vừa mới trải qua cái sự bắt ngớ của là bạn cái khỏe quá giúp ngồi thôi. Tôi đã nói gì quý bạn trên là bạn giữ một hay sao giữ 10, phải không? Thật ra đừng có tưởng qua một cơn mây rồi trời lại sáng, như nhiều người nói qua cơn mưa trời lại sáng, không, qua cơn mưa trời bão rồi xong sấm sét động đất vậy thôi. Nhưng mà quý bạn trên thấy rằng là Gia Cớp ở trong một cái tình trạng mà giống như tôi và quý bạn trên ở trong cái tình trạng mà mình không biết tương lai của mình như thế nào. Nếu mà mình biết nó không còn là đức tin nữa, quý bạn trên hiểu không? Tôi nói thật, nhiều con cái của Chúa không sống bởi đức tin, nhưng mà sống bằng cái phước hạnh mà mắt thấy tai nghe, dồn vô trong nhà ban thấy có tiền khỏe re, phải quý bạn trên không lo gì hết, leo lên xe nổ máy xe Lexus mà chạy về cái không lo gì hết, đúng không? Phải quý bạn trên thì đừng nói tôi là quý bạn trên có đức tin trong Chúa. Quý bạn trên đó là có đức tin trong nhà ban của mình, có đức tin lên sức khỏe của mình, có đức tin ở trong những cái tiền bạc và tình yêu và tài sản mà Đức Chúa Trời ban cho mình, chứ không phải có đức tin trong Đức Chúa Trời đâu. Đây là đức tin nè, đưa hết cho một sư vụ giữ đi đó, cái đó mới là đức tin đó. Cái tội tôi gì không cần biết, phải không? Cái chuyện của tôi Chúa sẽ xử đi, nhưng mà có đức tin ngon đưa hết cho tôi đi, rồi yêu Chúa giống như vậy đi thì sẽ biết là mình có đức tin hay không. Quý bạn cho em hiểu không? Tại ra đôi lúc trong cuộc đời chúng ta vậy đó, không có đức tin mà mình nghĩ là mình có đức tin, nhưng mà để dẫn mình tới đức tin đó thì Chúa cho những cái để mình thấy rằng tương lai của mình chưa chắc vậy đâu nha em, tương lai chưa chắc vậy đâu nha con. Và một số quý bạn cho em, và tôi nói với lòng yêu thương chứ không phải là tôi chọc quý bạn cho em, mình đã thấy điều đó đang ngon là cái rớt cái bụng, tưởng như có tất cả cái giống như không còn gì hết. Nhưng mà quý bà trang dập cho kỹ thì thấy rằng con cái của Chúa luôn luôn phục hồi trở lại. Chúa đem trả lời. Và tôi không nói là tại vì mình có tội giống như Gia Cớp mình phải trải qua như vậy, nhưng mà luôn luôn trong cuộc đời của mình có những cái biến cố mà Chúa cho phép xảy ra để rồi đem mình gần hơn với Đức Chúa Trời. Thưa quý bà trang, nhiều lúc đâu phải tại quý bà trang mà người ta ghét, nhưng mà người ta ghét để coi quý bà trang yêu thương cỡ nào. Nhiều lúc quý bạn em không làm gì sai hết rồi, tôi đã nói với nhiều chơi Joseph không làm gì sai, tự nhiên người ta thù quý bạn em à. Và tôi nói thật, nhiều người mà tôi nghe tôi rất là đau lòng, tự nhiên nói ô tại bà nè, tại ông nè, tại gì nè, tại một sư tại, mà trong lúc là tại họ. Nhưng mà quý bạn em biết cái người mà nói như vậy là họ có trở ngại. This is a problem. That's why Chúa đặt cái hội thánh yêu thương đó, đó là lý do mà Chúa đặt có tôi và quyến bạn cho em để yêu thương những người yêu không nổi. Phải không quyến bạn cho em? Không ai amen. Nhưng mà tôi đã nói cùng quyến bạn cho em rồi, nếu mà chúng ta không yêu được những người mà mình biết mà yêu không nổi đó, thì làm ơn đừng đi làm chứng. Mà quyến bạn cho em có biết là mình làm chứng cho những người nào mà mình thích không? Hay là làm chứng cho những người nào mà đẹp 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 hay là tốt tốt chút không? Nói thật á, đừng có ai mà cảm tội lỗi gì hết á. Mấy ông homeless ít ai đi làm chứng. Tại làm chứng đầu tiên nó có tiền cho ăn không? Cái mình là thấy hao rồi, phải không? Mình nói không có tiền á thì mình nói xạo. Mà cho thì háo. Phải không quý bà chị em? Rồi lỡ người ta nói quý bà chị em nói, anh ơi, em lạnh quá không có chỗ ở rồi chết mồ rồi. Sao? Mà ông nói thì hay là trời nóng là nơi ông ngoài trời nóng lá cái nặng cũng chết anh nghe. Nghe nói anh cái nhà lòng máy lạnh anh cho em vô ở bữa đỡ bữa đi. Sao quý bà cho em? Quý bà cho em hiểu không mà? Nhưng mà nhiều người khoái nói gì Chúa, tôi nói là nhiều người khoái nói gì Chúa chứ không phải là chứng, tại là chứng là nơi này nè. Nơi này phải thay hiểu, và tôi nói cùng quý bà cho em hồi nãy tôi nói đừng có mặc cảm tội lỗi, tại vì mình biết có những sự mình nên làm, những sự mình không làm được, phải quý bà cho em? Tôi đã từng nói khi tôi đọc tâm đó, tôi lái xe trên freeway 1-2 giờ đêm mà tôi thấy ai đi lang mang ngoài đường tôi ngừng lại hết. Tôi ngừng lại, có khi tôi giúp họ đổ xăng, có khi tôi giúp họ chở chỗ này chỗ kia. Cái khi mà tôi có gia đình hoặc là tôi đi ở trên đường mà với vợ tôi không có ngừng. Tại vì không phải một mình tôi bị hại mà vợ tôi nữa, quý bạn cho em hiểu được đó không? Cùng lắm là sau này tôi phone tôi gọi tôi nói cho cái báo cảnh sát hay cái này nọ thôi. Tại vì mình cũng phải biết cái mình làm được hay là cái những gì xảy ra, cho nên quý bà cho em hiểu chỗ tôi nói mà. Nhưng mà tôi muốn đem tới cho quý bà cho em thấy đó là mình không có yêu thương như mình nghĩ đâu, mình không có hy sinh như mình nghĩ đâu. Mà nếu mà những cái người mà gần với mình nhất mà mình không yêu thương không nổi, xin đừng đi làm chứng. Đừng có nói chuyện làm chứng gì mệt lắm, phải không quý bà cho em?
Nhưng mà thưa quý bà chị em, tôi sẽ đi tới, tại vì nó hơi hết giờ rồi. Cái chỗ của Gia Cớp á, là cái chỗ giống như tôi và quý bà chị em á, và chúng ta có một cái tương lai mà mình không biết, có một cái quá khứ mà nó hành hạ mình, nó tổn thương mình. Và quý bà chị em nên nhớ, không phải nay tôi nói nhiều, Gia Cớp vẫn coi khi cái thời gian ông bà xử lý với tôi là 130 năm, ông nói là phiêu lưu và gian khổ. Tại giờ mong có chỗ nương thân quý mạng chơi biết họ là dung mục là đề tài ở đóng trại tạm vậy thôi. Và cho tới lúc đó thì ổng vẫn mất cái đứa con trai mà ổng thương, đúng không? Thầy đã coi như cái cuộc đời của ổng là khốn khổ và bà vợ của ổng mới chết đây. Nhưng mà quý mạng chơi thấy đây là chỗ mà tôi muốn nhấn mạnh cùng quý mạng chơi trong cái sự suy nghĩ của chiều nay đó, là quý mạng chơi biết rằng chúng ta phải đối diện cái mà sẽ xảy ra, là không phải những cái hoạn nạn sợ hãi ngày hôm qua, không phải những cái hoạn nạn sợ hãi sẽ đến ngày mai, nhưng mà quý bạn trên có biết rằng cái mà chúng ta cần đối diện là ngày hôm nay với cái sự mà mình tin kính Đức Chúa Trời hay không tin kính. Mình có nhận biết Đức Chúa Trời hay không nhận biết Đức Chúa Trời, mình có yêu mến Đức Chúa Trời hay không yêu mến Đức Chúa Trời, cái điều đó là điều quan trọng. Và tôi nói cùng quý bạn trên, không phải vì yêu mến Đức Chúa Trời rồi trời nó sẽ mà hồng phước hạnh rồi sự thương xót sẽ đầy tràn theo mắt mình thấy. David nói câu đó không phải là theo mắt ông thấy, nhưng mà theo đức tin, theo những kinh nghiệm ông biết là Đức Chúa Trời không bỏ ông, thì ra phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi cho đến lâu dài. Chứ chúng ta thấy rõ trong cuộc đời của ông cũng hoạn nạn và hoạn nạn, phải không quý mạn trên? Thật ra tôi và quý mạn trên sẽ biết là có những cái trong cuộc đời chúng ta thay đổi, nhưng mà quý mạn trên có biết là cha có chiến trận với anh mình, gia có chiến trận với cha mình, gia có chiến trận với cậu mình, và có chiến trận sắp sửa đối diện với anh mình một lần nữa, và chiến trận mà không biết sự sống còn của mình như thế nào. Nhưng mà quý mạng cho em có biết là cái chiến trận đó không phải là ổng chiến trận với những người xung quanh mình, nhưng mà thật sự cuộc chiến mà ổng có trong cuộc đời ổng là ổng chiến trận với Đức Chúa Trời. Tôi và quý mạng cho em thân, có những cái trong đời sống của mình struggling, phải không? Mình struggling trong đời sống, struggling trong sự yêu mến Chúa, struggling trong sự tin kính Chúa, struggling dằn co trong cái sự theo Chúa, dằn co trong sự tin kính Chúa, dằn co trong sự tha thứ, dằn co trong công việc hầu vì Chúa hay đời sống hay bất cứ cái tiền bạc tài chánh sức khỏe hay cái gì trong cuộc đời chúng ta struggle ngày hôm qua và chúng ta sẽ phải đối diện ngày mai nữa. Nhưng mà tôi thưa cùng quý bạn cho em, những cái struggling đó là tại vì chúng ta chưa có biết thật sự là mình đang struggle với Đức Chúa Trời. Mình đang giằng co với Đức Chúa Trời. Mình còn chưa chính xác và biết cái vị trí của mình đối với Đức Chúa Trời là như thế nào. Tại nên thật sự những cái mình giằng co để giữ, giằng co để có, thì mình tranh đấu để mà được quyền, mình để được lợi lộc, để mà giữ sự bình an, giữ sự sống. Ông đã có những điều gì từ lời ban đi ra, bây giờ ông lại sợ những điều gì hay sao sẽ có thể lấy mất ở trong cuộc đời của ông, phải không? Nếu mà Chúa không ở cùng thì những gì ông tranh đấu trở nên vô ích. Ông tranh đấu 20 năm bây giờ thì sao là một cái dạt, một cái là giết hết, chết hết. Mà quý bà cho em hồi nãy tôi nói gì, ông nhớ là cái lời hứa. Ngay cả trong đoạn 32 đó, ông nhớ là cái lời hứa mà Đức Chúa Trời có nói cùng hết. Ở trong từ cái câu 9 đó, tôi không có thời gian nói nhiều cùng quý bà cho em. Hỡi Đức Chúa Trời của tôi, hộ bán ra anh tôi, Đức Chúa Trời của cha sáng tôi đã nói cùng quý bà cho em. Tới lúc này là ông chỉ luôn luôn nói về Đức Chúa Trời của tổ phụ ông tôi, chứ ông nói là Đức Chúa Trời của tôi, ok. Nhưng mà ông đại khái nói là Đức Chúa Trời của ngài có phán dạy tôi rằng hãy trở về xứ ngươi của bà con ngươi rồi ta sẽ làm ơn cho ngươi. Xin lỗi, tôi phát thanh mà tôi lấy làm hèn mọn không đáng chịu các ân huệ và các điều thành thực mà ngài đã làm cho kẻ tôi tới ngài, vì lúc trước khi qua sông Giô-đan chỉ có cây gậy tôi, mà ngày nay tôi trở lại nên hai đội quân này. Vậy tôi cầu xin Đức Chúa Trời giải cứu tôi khỏi tay hay sao anh tôi, vì e người đến đánh tôi và đánh luôn mẹ với con nữa. Và ngày con nói là quả thật ta sẽ ban ơn cho ngươi là cho dòng dõi ngươi đông như các bờ biển và sẽ không đến được vì đông đúc quá. Rồi lại bên đêm đó và lấy cái vật tung tay để làm cô lãnh dân hay sao rồi. Quý bà Trang thấy bài cầu nguyện của Gia Cớp không? Và đây là điều tôi nói cùng quý bà Trang, mình có thể mất mọi sự nhưng mà đừng mất lời của Đức Chúa Trời. Đừng có đánh mất lời hứa của Đức Chúa Trời ở trên cuộc đời tôi và quý mạng trên. Tại vì ngày nào mà còn có lời hứa đó, là chúng ta còn không phải hy vọng để mà hy vọng, mà còn cái sự hy vọng để mà đổi mới cuộc đời tôi và quý mạng trên.
để mà thay đổi hoàn cảnh của mình, để thay đổi mình, để vượt qua cái hoàn cảnh không thay đổi. Quý mẹ cho em hiểu không? Có nhiều lúc Chúa thay đổi hoàn cảnh, mà nhiều lúc con cái của Chúa, Chúa thay đổi mình để đi qua cái hoàn cảnh, chứ hoàn cảnh không thay đổi. Mà con nói cùng quý mẹ cho em, cầu nguyện của ổng là ổng đứng trên lời hứa của Chúa. Mà quý mẹ cho em thấy ổng đâu có tận lành đâu, Chúa hứa với ổng như vậy, nhưng mà ổng phải cũng lương lẹo trong cái sự mà mưu kế để đạt được tài sản với La-ban, phải không? Quý vị làm cho em hiểu không ạ? Tại vì trong trời Đức Chúa Trời, nhưng mà ông làm ra cái mối. Nhưng mà dù sao ông biết là Đức Chúa Trời có hứa, thì bây giờ ông bám víu vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Và nhiều lúc mà tại sao ông bám víu? Là cho tới lúc ông biết ông không đánh lại La-ban. Phải không quý vị cho em? Ông biết là ông không đánh lại La-ban, và ông biết là ông sẽ không đánh lại Ê-sao. Thì ông chỉ biết kêu cầu Chúa thôi. Và tôi nói cùng quý bà cho em, có nhiều lúc trong cuộc đời của mình, Chúa nói hãy làm mạnh trong đấng Christ, là đứng trên lời của Ngài, chứ không phải sức của chúng ta. Không phải bởi vì tôi và quý mà trang không có đánh trận bằng khí quyết và xác thịt và thịt rồi biết, nhưng mà chúng ta đánh trận với cái chủ quyền, cái thế lực. Thật ra không phải người đó là hành hại chúng ta đâu, nhưng mà có một quyền lực đằng sau đó. Không phải là người đó là phá hoại gia đình chúng ta đâu, mà có một quyền lực đằng sau người đó. Mà tôi và quý mà trang chiến trận với con người không? Đừng chiến trận với con người, nhưng mà chiến trận với chủ quyền thế lực. Mà không phải chiến trận bằng sức của mình, nhưng mà chiến trận bằng lời của Đức Chúa Trời. Quý mà trang và vững tin nên lời của Đức Chúa Trời làm được. Mỗi lần mà tôi nghĩ đến, tôi không biết là chuyện gì sẽ xảy ra cho gia đình tôi, thì tôi dâng cho Đức Chúa Trời, tôi nói Chúa của con lớn hơn con. Nhiều người đã từng nói rồi, nói hội thánh này sẽ rã, hội thánh này chết. Tôi nói ông Dũng chết trước khi hội thánh của Chúa chết. Nếu mà Chúa muốn thì ông Dũng sẽ chết qua bên để ai đó sẽ đến lo cái gì đó, nhưng mà hội thánh này sẽ sống. Công việc Chúa sẽ sống, công việc Chúa phải tồn tại. Quý bạn cha, mà quý bạn cha có biết là quý bạn cha được quý giá lắm trước mặt Chúa. Tại vì có cả ngàn hội thánh Việt Nam đây, nhưng mà Chúa chọn một sư dụng để giảng riêng cho quý bạn cha. Ổ tưởng dễ hả? Bây giờ đi kiếm một sư nào mà giảng tôi có 20 người họ chỉ giảng không? Mà được một sư được ơn nữa nha. Nhưng mà không phải một sư là hạng lèo đâu à. Không, tôi nói thiệt. Quý mà được ơn lắm á, Chú thương lắm á, chứ không phải dễ đâu. Tôi nói cùng quý mà cho bây giờ mời một sư nào người ta không có tháng giảng nhiêu. Ủa vậy hả? Thôi xin Chúa chúc phước cho quý vị. Vậy thôi hả? Nhưng mà điều quý mạng cho em thấy, tôi muốn nhận cho quý mạng cho em thấy rằng cái tình trạng chơi góp tại tôi hết giờ tôi nói thì lại cùng quý mạng cho em, ông phải có một sự mà tương giao thiên thượng với Đức Chúa Trời. Và nhiều lúc cái lúc mà chúng ta cô đơn nhất, lúc mà một mình, phải, tôi có ba mẹ tôi cầu nguyện cho tôi biết một số quý mạng cho em cầu nguyện cho tôi rất là nhiều. Nếu quý mạng cho em không biết hết, và quý mạng cho em cũng không biết cầu nguyện cái gì, đúng không? Tôi nói thật, gia đình tôi thì tôi khoái chia sẻ lắm, tôi là thích nói. Thành ra nói nhiều quá, thành ra giống như cai lương vậy đó, giống như một sư mà có nghề bán thang bên cạnh vậy đó, cứ nói. Và tôi là một người rất là kính nhiệm mà không thích nói nữa. Nhiều lúc tôi lỡ tôi nói cái gì đó vợ tôi không thích, tại vì vợ tôi không muốn giống như mình sống trong cái sự thương hại hay là trong cái sự mà kể lễ hay cái gì đó. Tại vì vợ tôi là người rất là mạnh và tin kể Chúa, nhưng mà nghĩa là mạnh cho cái chỗ đó, có gì cầu nguyện với Chúa thôi, chứ không có chia sẻ. Tôi thì khoái chia sẻ, tôi khoái nói, tôi cứ dùng người pha lô, không nói sao ta biết. Phải quý mạnh cho em, nếu mình muốn ta cầu nguyện thì phải nói. Hy vọng quý mạnh cho em đừng nghĩ là tôi kể lễ, nhưng mà tôi không khoái nói. Nhưng mà trong một cái nào đó thì chúng ta phải biết là chúng ta làm gì làm, nhưng mà người chúng ta tin cậy phải là Đức Chúa Trời. Phải quý mà cho em, thì quý mà cho em biết rằng Chúa đặt chúng ta ở trong cái tình trạng như là gia cấu. Quý mà cho em có những lúc mà Chúa để chúng ta cái chỗ vợ con đi qua phía bên kia rồi, mình ở lại một mình sẽ đối diện với 400 quân lính của Ê-sao. Tại vì khi mà ông gửi sứ điệp cho Ê-sao đó, thì người trở về nói vậy là anh của ông với 400 lính đang đi đến mà đón ông, đi đón em nhìn mắt ngớ mà dẫn tới 400 người đi theo. Phải không quý bà cho em? Thì quý bà cho em biết. Nhưng mà thì ông đối diện như vậy, thì quý bà cho em thấy trong câu 24 của đoạn 32 đó, gia cấu một mình ở lại thì có một người vật lộn với mình cho đến rạng đông. Tôi đã từng nói cùng quý bà cho em, mình không có hiểu hết cái điều này, nhưng mà đây là nói cái tình trạng mà gia cấu biết đó là Đức Chúa Trời, một cái hình ảnh nào đó của Đức Chúa Trời. Ông biết rằng ông phải lấy cái phước của người đó, ông biết rằng ông không thể đối diện với Ê-sa một mình, thì ông ôm người đó và bám víu cái người đó.
vậy thôi. Và vật lộn ở đây quý bà chị em là giữ lại, không buông ra. Và quý bà chị em cũng biết rồi, về thượng tới sáng mình tưởng là ông giỏi, đâu có giỏi đâu, người kia cái gì cái bực cái là tẹo xương thôi. Nhưng mà trong cuộc đời chúng ta, giống như tôi nói cùng quý bà chị em, cho tới cuối cùng đó, chú muốn bày tỏ người này là có người quyết tâm, đúng không? Ông có cái lòng cứng cứng cổ, cứng đầu, và cái tấm lòng của ông rất là cứng. Ông muốn là phải được, ông bền vững cái lòng đó, và đó là cái tốt. Ông hết lòng khi mà ông muốn trang lòng như người khác, nhưng mà bây giờ ông hết lòng để mà tin cậy Chúa. Và ông nói là, không phải là ông không muốn người này đi, nhưng mà ông nói là tôi sẽ không để người đi cho đến khi người ban phước cho tôi. Tôi chẳng cho người đi đâu nếu người không ban phước cho tôi. Vậy thôi. Và khi người đi thì bất cứ cái gì đã xảy ra cho ông đến đó, thì ông biết rằng tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu. Tôi đã nói cùng với bạn chị em giống như Job đã nói nhiều lần, tôi thường đọc lại đó, trước tôi nghe về Chúa, sau hoàn nạn thì tôi thấy Chúa. Nó phải như vậy trong cuộc đời tôi, quý bạn chị em. Nó phải như vậy trong quý bạn chị em, tức là tôi đã thấy Đức Chúa Trời mặt đối mặt và linh hồn tôi được giải cứu. See, that's what happened khi mà mình đối diện với Đức Chúa Trời của mình. Có nhiều người cứ nhờ mình cầu nguyện mà không gặp Đức Chúa Trời, biết mà cho em hiểu không? Tôi nói gặp đây đừng bao giờ nói với tôi cảm ơn Chúa, tôi ngủ cái Chúa hiện ra. Tôi nói cùng quý bà cho em, ai hiện chứ Đức Chúa Trời không hiện vậy đâu. Nhưng mà trong một cái điều nào đó mình thấy Đức Chúa Trời, mình thấy Đức Chúa Trời qua lời của Ngài, nhưng mà cái điều xảy ra đó là Đức Chúa Trời giải cứu tôi và quý bà cho em. Và đó là cái điều mà tôi thấy những người mà genuine, tức là tiếng Anh là genuine, tức là thực lòng, hay là có sự thật xảy đến cho họ, là được đổi mới bởi lời của Đức Chúa Trời từ quý bà cho em. Và hãy càng mà sâu ở trong một cảnh như nào, khi mà Đức Chúa Trời động đó, thì cái sự tươi mới mình thấy cái khoảng cách rất là xa. Ngày hôm nay quý bà cho em thấy Việt Nam có một cái sự rúng động giữa những người thánh ở tại Hà Nội, mà những cái trại cai nghiện đó, mà trước đó tôi cũng đã biết rồi, là khi mà Đức Chúa Trời làm việc đó thì họ cai nghiện mà không có cần thuốc men, chỉ bởi sự cầu nguyện, rồi họ tay dạy Đức nó lên, rồi sau đó họ trở những tên những cái tên mà đánh lưới người. Quý bà cho em hiểu, đó là một cái sự thay đổi trọn vẹn. Okay. Và tôi và quý bạn cho em sẽ có một cái sự thay đổi cái gì? Thay đổi là tin cậy Chúa để mà đối diện và quý bạn cho em biết. Rồi sau đó ông đi đối diện quý bạn cho em nhớ. Hồi nãy tôi nói đó, ông chia làm hai đội quân mà thật sự là đi ba lớp. Okay. Nhưng mà khi mà đối diện lúc đó thì quý bạn cho em thấy là trong cái 33 đó, đoạn 33 đó, cha cướp nhíu mắt nhìn lên hay sao dẫn bước cho người đi đến người bạn kia. Các con Lê A ra trên cho hai con đồi. Lên hai con đồi và con cái họ đi trước, rồi tới là Lê A và con cái nàng ra trên cùng Sô Xếp đi sau chót, còn người thì đi trước họ và xách mình xuống đất 7 lần cho đến khi là tới gần mình. Lúc đó cha cớ không nghĩ về mình nữa mà nghĩ về các con của mình, mà mẹ của chúng nó. Nếu mà cha thấy there's a difference. Cho đến lúc đó ông kia cái gì cũng mi thôi. Tôi lấy vợ, tôi muốn tài sản, tôi muốn quyền trưởng nam. Nhưng mà lúc đó khi gặp được Đức Chúa Trời thì cái suy nghĩ của ông Sít, ông sẵn sàng đi vừa lại, giống như sắp mình xuống trước mặt đây sao. Nếu có chết ông sẽ chết, nhưng mà ông cầu xin cái sự thương xót của đây sao cho gia đình con. Và tôi nói cùng nguyên bàn trên cái đó là cái là chứng xác thực nhất của một người biết Đức Chúa Trời. Tôi nguyên bàn trên. Trước khi biết Chúa đó, mình thương gia đình mình thiệt, nhưng mà tại vì gia đình mình là của mình, đúng không? Mày không làm theo ý ta là ta đuổi mày ra khỏi nhà, đúng không? Mấy đứa mà mình thương tại vì nó thương mình, nó nghe lời mình, phải không? Đứa mà nào mà không nghe lời mình mà mình vẫn thương và vẫn chăm sóc, vẫn yêu thương nó như vậy mới thật sự là tình thương, đúng không? Vợ mình, bà nghe lời tôi chứ không thôi tôi tát bà bảy mặt bây giờ, đâu phải là tình thương, phải không quý mà chứ? Tôi cảm ơn Chúa là tôi không thấy ai mà hư hỏng mấy bà ở đây hết. Nhưng mà nếu mà có điều gì đó mà người vợ, người chồng của mình mà không hoàn hảo với mình, mà mình vẫn thương, đó mới là tình thương của Đức Chúa Trời. Tôi không có nói là mình chấp nhận những cái tội lỗi của những người khác. Tôi không bao giờ Chúa chấp nhận tội lỗi hết. Nhưng mà nó mới là tình thương. Phải không, mà trên. Và cái sự biến đổi đó tôi đã nói cùng quý bà trên rồi. Tôi không cần biết quý bà trên giảng giỏi, hiểu kinh thánh, nói giỏi hay làm chức tước gì, nhưng mà quý bà trên mà không yêu gia đình mình được, tôi xin quý bà trên đừng hầu việc Chúa. Xin nghe đừng ai giận một sự dữ.
đừng có nói chuyện hầu việc Chúa, tại vì hầu việc không được. Quý mà chị em hiểu không? Nhiều lúc có nhiều người, ngay cả vợ tôi cũng giống như là tôi nói giống như là con tôi hứa quý mà chị với con tôi đâu hứa, con tôi ngoan, con tôi học giỏi, con tôi không có chơi bời, không có gì đó, đi tối về nhà, nghĩa là đi làm đi về nhà nghĩa là bình thường không có hứa. Nhưng mà những cái tôi nói là nó thật, tức là nó lớn thì nó có cái tánh khí của nó có cái lối đường lối của nó, có suy nghĩ của nó. Nhưng mà những lúc tôi nói vậy, tôi cũng cảm ơn Chúa là quý bạn cho đó, là tôi chiều nó như là một đứa con rất là ngoan. Tôi đã từng nói cùng quý bà cho có nhiều người không thích, nhất là trong lúc mà tôi bệnh tật kỳ, hồi đó tôi chở nó đi, tôi chở không được thì vợ tôi chở đi. Mà đó là chuyện lớn đó quý vợ, tôi chưa lái xe ben bao giờ hết. Mà bây giờ lái xe ben mà phải lái đi xa, một tiếng rưỡi xuống San Diego là tội nghiệp lắm. Bà không dám lái capu, tại cái xe đó là mà đi đường nhiều khi capu phải lạng qua lạng lại đó. Bà lái capu mà lái ca ở ngoài thì tôi ngứa tay ngứa chân lắm, tại ở ngoài thì kẹt xe đủ thứ, mà bà phải lái ở ngoài rồi đi, rồi tôi ráng tôi ngồi im giữ miệng thánh khí của tôi thôi chứ không có nói nhiều. Nhưng mà quý bà chỉ biết có những cái mà tôi ai nói gì thì nói, tôi cũng sẽ chở nó cho tới lúc cuối cùng, cho đến khi tôi không chở được, cho đến khi nó tự lo, nó tự làm được. Tôi nói cùng quý bà cho em, quý bà cho em chưa rời con mình, nếu quý bà cho em chưa thấy mất mát à. Nhưng mà đến khi ngày nào đẹp trời định nói goodbye ba mẹ con đi lấy vợ, hay goodbye ba mẹ con không cần, con không về nữa, tại vì giờ con đi Ari, quý bà cho em sẽ thấy. Amen. Một số quý mệnh trên kinh nghiệm, một số người thì khỏe quá, ôi tôi rửa tay rồi nó đi, nó tiền đâu có đâu, nó đi đã cùng trở về dần tiếng trâu kìa. 10 năm về trước còn vui lắm, ô con của tôi hai đứa lớn rồi, nó đi hết rồi, khỏe re, thì còn mà tôi bà xã tưởng sao vài năm nó giá cháo vậy cho tôi nuôi, phải không chú Châu? Nhưng mà điều tôi thương cùng quý mệnh trên đó là cái dấu của người được biến đổi, đó là tại vì khi mà mình đụng được đấng thiên thượng thì mình có cái tình yêu thiên thượng đó với bà trên. Tôi nói thật, tôi không cần giải quý bà trên phải làm gì hay là không làm gì. Quý bà trên mà yêu Chúa thì quý bà trên biết làm gì. Quý bà trên yêu Chúa, quý bà trên biết mình sẽ từ bỏ cái gì. Quý bà trên yêu Chúa thì quý bà trên biết những điều gì mình nên làm và những điều gì mình không nên làm. Và điều bắt đầu là mình đọc lời Chúa. Và khi đọc lời Chúa thì Chúa sẽ chỉ, tôi nói cùng quý bà trên, tôi có khuyên, tôi có dạy quý mạng cho em cỡ nào đi, nó là giống như đụng trên cái tường dân ta lời. Tại vì sao? Tại vì chữ sẽ làm cho chết, nhưng mà chỉ có thần linh, lời của Đức Chúa Trời, nó dùng lời của Đức Chúa Trời và lòng quý mạng cho em thì nó đi con đường này đúng nè con. Mà nếu mà con không cứ tiếp tục đi sai đi được rồi con, cuối cùng ta cũng đánh chạy chân con cũng đi trở về. Có nhiều người khó chiến lắm, giờ tôi cười cười thuận tiện, đó là lý do mà chân ông bị tọt. Nhưng mà bài học tôi đã học quý bạn cho em biết, cái bài học lớn nhất mà tôi học qua cái bệnh tật, cái yếu đuối của cái chân tôi là gì không? Là tôi không có trọn vẹn như tôi nghĩ về thuộc linh lẫn thuộc thể. Và cái khổ nhất tôi nói thật cùng quý bạn cho em, là tôi phải nhìn vợ tôi làm những cái điều mà tôi vốn là. Quý bạn cho em không hiểu được điều đó đâu, nhưng mà tôi là đàn ông. Hồi đó lái xe là tôi lái, tôi không phải là giống như là đàn ông phải làm, nhưng mà tôi không để vợ tôi lái xe. Tôi có một thời gian quý bạn cho biết là vợ tôi đi làm, có nhiều người hiểu lầm và làm buồn vợ tôi, tại nghĩ là vợ tôi bắt tôi chở vợ đi làm rồi đi về, rồi trưa đem đồ ăn đi lên rồi đi về, rồi chiều đi lên đó, một ngày gần như 3 tiếng ngoài đường đi lên xuống. Nhưng mà đó là cái sự lựa chọn của tôi, và đến lúc mà đổ rác là phải đổ. Và khi bệnh viện mà mới về đó, ngay cả xin lỗi đi restroom mà cũng phải dắt tôi đi, không đi một mình được, không làm gì một mình. Ở trong nhà thương thì bà tắm rửa cho tôi tất mọi thứ, rồi bây giờ không làm gì được hết á, tại vì cái chân của tôi không có ngồi xuống được, tôi ngồi xuống tôi không có thế, mà tôi đứng lên cái xe thì nó vậy là quý mạnh cho biết rồi. Thành ra đổ rác và đổ, rồi xong quét nhà và quét cái gì đến nỗi mà đi kiếm cục pin bà không phải đi kiếm, mà đồ tôi để biết chỗ nào mà bà kiếm. Cái đó là cái khổ nhất của tôi. Nhưng mà tôi chấp nhận một chỗ để mà nói rằng có một lúc nào đó cái gì mình muốn làm mình không làm được. Nhưng mà cái điều mình làm được là mình chỉ bày tỏ sự yêu thương thôi. Mình làm được là mình bày tỏ cái sự kính trọng của mình đối với Đức Chúa Trời và đối với những người xung quanh mình. Cái điều mình làm được là cầu nguyện, cầu thay và thêm sức. Quý mà cho em đừng tưởng là nếu mà ngồi không nó khỏe, không có đâu. Nó không có khỏe đâu. Là tại mình có cái mặc cảm và lỗi bãi, cứ lục rửa chén, lục làm này, lục kia, mình ngồi sao ngồi yên. Mà làm thì làm không được.
mà quý bà cho em vậy cái mình cũng dễ quả, mình cũng dễ nói quý bà cho em hiểu không, đối với công việc hội thánh của mình tôi không làm, tôi bực bội lắm, là tại có những việc ví dụ tôi muốn đi thăm tôi cũng phải kêu bà chở đi, hay là phải làm người này muốn giúp người kia, có nhiều chuyện nó đâu phải lúc nào cũng vợ tôi có bây giờ để mà làm điều đó, mình bực bội lắm. Nhưng mà cuối cùng lại là Đức Chúa Trời là đánh chăm sóc tôi, và Đức Chúa Trời là đánh làm được mọi sự. Tôi chỉ cần đứng ở trong cái chỗ mà tôi biết rằng Đức Chúa Trời có ban phước cho tôi và ở cùng tôi và không bao giờ lợi tôi. Cái sự mà mình nhận biết trước, và cho tôi nói một cái câu trời. Quý bạn cho em biết rằng Gia Cố cũng giống như tôi và quý bạn cho em không? Gặp được Chúa, tiên sứ Chúa hiện ra, cầu nguyện Chúa, giật lộn với Chúa, rồi sao? Ông cũng lo, đúng không? Nhưng mà lần này thì ông biết giao cho Đức Chúa Trời. Nhưng quý ông bà chê với là trên cái bài cầu nguyện 32 đó, ông cầu nguyện xong hết rồi thì ông bắt đầu chia đi từng đảng tới, giống như tôi và quý ông bà chê. Có bao giờ mình cảm thấy mình cầu nguyện Chúa ơi con tin Chúa làm được mọi sự, xin Chúa giúp cho cái sự vô tính của con? Có bao giờ quý bạn trên nó thấy mình cầu nguyện vậy không? Chưa ai hiểu tôi nói gì hết. Mình cầu nguyện Chúa ơi con tin Chúa làm được, và xin Chúa giúp cho cái sự vô tính của con. Tức là mình đâu có tính, mình biết mình vô tính, nhưng mà mình nói là mình tin Chúa làm được. Nếu mình tin Chúa làm được thì mình sẽ không cầu nguyện xin Chúa giúp cho cái sự vô tính. Nhưng mà mình biết mình vô tính, bởi vậy mình mới xin Chúa giúp cho cái sự vô tính, mặc dù mình nói là mình tin Chúa. Cái điều đó nó sẽ xảy ra trong cuộc đời tôi và quý ông bạn thêm, cho đến khi nào mà mình thật sự bám phía Đức Trời, khi nào mà mình bị đi khập khiễng, khi nào mà mình biết mình cái nan đề đã xảy ra, Chúa đã giải cứu rồi, bây giờ mình đối diện một cái nan đề mà lớn hơn nữa và không cách nào mình đối diện được, cho đến khi mà mình nói với Chúa, Chúa ơi con sẽ không rời xa Ngài, và xin Ngài đừng rời xa con. Tôi muốn quý bà cho em hiểu điều đó. Tại vì tôi cứ cầu nguyện hoài, tôi nói sao con gái Chúa có nhiều bệnh hoạn, con gái Chúa có nhiều cái sự khó khăn, có nhiều nan đề. Quý bà cho em biết là tôi thì chỉ có một cái phòng cầu nguyện thôi, và cầu nguyện đó không có lớn hơn một số anh em Việt Nam biết. Tôi biết một sư đó, tại họ để tôi vào cái tên cầu nguyện. Mà ngày nào cũng có nan đề, mà chỉ riêng hội thánh đó thôi nha, hội thánh nhỏ đó với lại một số người thôi. Bữa thì cầu nguyện cho nguyên gia đình này, gia đình thất nghiệp, bệnh hoạn, nhà có năm đứa con bệnh hoạn, một đứa con bỏ đi rồi, xong cầu nguyện cho ông này bị ung thư này, và nguyện cho bà kia bị kia, nghĩa là đủ một, nghĩa là ngày nào cũng có nan đề hết. Và những người thân hữu của những người tin Chúa, tôi cầu nguyện với Chúa ơi con biết rằng Ngài làm được, Ngài thương xót được, Ngài có thể đụng đến được. Và điều đó là điều mà tôi muốn quyên bạn cho em. Tôi không muốn quyên bạn cho em danh tiền nhiều hơn. Tôi nói thật, đừng có ai nặng lòng. Tôi nói thẳng với quý bạn cho em, trong cái lòng thương xót của người cha ba tôi, gì khi nói là giờ chúng ta có thể giúp đỡ hơn. Tôi nói sự giúp đỡ quyên bạn cho em không làm gì, nó là bãi cát của sa mạc thôi. Nếu Chúa không chữa lành, tôi sẽ không được làm. Nhưng mà Chúa sẽ là thánh nhân. Nhưng mà cái điều tôi muốn đó là quý bạn cho em có cái lòng thương xót, quý bạn cho em có cái lòng mà yêu mến Đức Chúa Trời, quý bạn cho em có cái lòng mà khi mà nghĩ đến Chúa nói là Chúa là tôn trọng, con có cái tôi này mà cái tôi đó không quan trọng, con có cái sự sợ hãi ngày mai này mà sự sợ hãi đó không bằng cái sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của con. Đến nỗi mà sau khi mình gặp Chúa rồi mình đưa cái mặt mình ra trước, quý bạn cho em có nhớ môn đồ của Chúa không? Trước khi được ba tên Đức Thánh Linh thì sao họ tốn phải không? Họ tôn cho vui tôn nhủi, nhưng mà khi mà gặp được Đức Chúa Trời, tức là Đức Thánh Linh giáng xuống sao, họ trường cái mặt họ ra. Thưa quý anh bà em, họ có chạy không? Có chạy không phải là họ sẽ chết, nhưng mà họ không muốn ngưng cái chức vụ cho đến khi họ phải chết. Chứ họ chạy, họ vừa chạy họ giảng mà. Quý mà cho nhớ không, tin lành được giảng ra là tại vì họ chạy, nơi nào mà họ chạy tới thì họ giảng nơi đó, chứ họ đâu có trốn đâu. Thì tôi và quý mạng cho em cũng vậy, khi mà chúng ta bán phiếu được Chúa rồi thì cái nan đề nó chưa chắc là thay đổi, nhưng mà nó sẽ được biến đổi theo cái hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời muốn để cho mình go through it, và mình trở nên người của Đức Chúa Trời. Và tôi nói cùng quý mạng cho em, mấy mạng cho em thấy phía đằng sau Gia Cớp cũng đâu có gì khác biệt đâu, phải không? Ông trở về rồi ông cũng mất mát đứa con là Joseph, rồi sau cuối cùng là xứng Egypto. Nhưng mà tôi đã nói gì cùng quý mạng cho em, Chúa chúc phước cho ổng để mà từ ổng ra 12 đứa con và 2 chị phái. Và ổng là người mà nói tiên tri và chúc phước cho những đứa con của mình. Thì điều gì tôi thưa cùng quý mạng cho em, tôi thấy nhiều lúc mình đối diện với nan đề không cần thiết.
mình vật lộn với cái quá khứ của mình, tôi nói cái gì hôm qua nó qua bỏ đi với mình đi. Tại vì suy nghĩ mình sẽ mạnh lắm, tại vì một sư dụng nói hôm qua là mới sóng gió một, sóng gió 10 đằng trước kìa. Thành ra đừng suy nghĩ, cái gì qua qua, cái gì tới nó sẽ tới. Các người đừng có lo lắng, lo lắng không làm cho cái đời sống mình dài hơn, khác ngày ngắn lần khác. Nhưng mà hãy nhớ nè, khi mà mình có Đức Chúa Trời, có cái chỗ là không phải cầu nguyện dạy học, có cái chỗ là không phải là thiên liên ở phía bên ngoài. Hallelujah, đừng hallelujah bằng cái miệng, nhưng mà hallelujah bằng tấm lòng, hallelujah bằng khi đi trong tụng bóng sự chết, còn chúng chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng con. Vậy đó quý hoàng trang, và nó mới lấy ra được sự sợ hãi, sự chết chóc của chúng ta, nó lấy ra những sự lo lắng của chúng ta, tại vì chúng ta biết rằng chúng ta có Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay Đức Chúa Trời của Gia-cốp không phải là Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac nữa, nhưng mà Đức Chúa Trời của Israel là qua. Tôi muốn quý anh bạn em được ơn cho một chú, nãy giờ tôi giảng chỉ có một cái phần tút lút ở phía trên mà, nhưng mà đủ để cho quý anh bạn em biết là cái sự vật lộn mà chúng ta có đó, nó không phải là cái hoàn cảnh của mình, nhưng là một sự giằng co giữa mình với Đức Chúa Trời. Và tới khi mà mình biết rằng Ngài có ở cùng chúng ta đó, thì chúng ta có đối động nó cũng không quan trọng, thì biết chắc là Chúa có ở cùng. Vì mà Ê-sao không giết ông, không phải là của Ê-sao, không phải của Gia-cốp, nhưng mà của Đức Chúa Trời. Tại sao giết được? Joseph phải sống, Joseph phải bị bắt làm nô lệ, bị bán làm nô lệ vào xứ Ê-tô, và nô Joseph phải trở nên quan trọng đến ở trong xứ Ê-tô để rồi nuôi dân Ê-sao. Phải không quý bà chị? Cứ nhìn đứa con của mình mà chúc phước. Tôi không biết con quý mà trên người chồng của mình, chúc phước trên người vợ của mình, chúc phước trên hoàn cảnh của mình, mà chúc phước vì nói rằng Đức Chúa Trời không xong với mình đâu, chưa xong với mình, chưa xong với gia đình mình. Nếu mà tốt nó còn tốt hơn nữa, nếu mà xấu nó sẽ trở nên tốt, vậy thôi. Tại vì trong Đức Chúa Trời có chúc phước chứ không có rủa xả, thưa quý mà trên. Và Đức Chúa Trời làm được, và chỉ một mình Ngài mà thôi. Xin mời quý mà trên với mình. Amen. Cha ơi, chúng con yêu mến Cha buổi chiều nay. Chúng con cảm ơn Cha vì được học về Chúa, được làm con của Ngài. Con cảm ơn Cha vì chúng con biết rằng mọi hoàn cảnh trong cuộc đời chúng con đẩy đến một điều là chúng con gặp được Chúa. Ở trong hoàn cảnh nào đó gặp được Chúa, trong một ngày nào đó, trong một đêm nào đó, trong một khoảnh khắc nào đó, để chúng con thật sự là con dân của Ngài. Thật sự mà đến với Chúa không phải vì phước, nhưng mà đến với Chúa vì Chúa là đấng duy nhất mà chúng con phải thờ phượng. Cho nên buổi chiều nay trong danh Đức Chúa Jesus Christ xin Ngài là bề chân của chúng con, Ngài là cái bàn đạp của chúng con, Ngài là hơi thở của chúng con, Ngài là đấng mà chúng con thờ phượng, là đấng con chúc phước, là đấng chúng con tôn vinh. Ngài ngự giữa anh chị em chúng con, làm lớn trên anh chị em chúng con. Rất nhiều gia đình của chúng con cần được sự chúc phước của Ngài, rất nhiều gia đình của chúng con cần được sự hàn gắn của Ngài, rất nhiều gia đình của anh chị em chúng con cần phép lạ của Ngài. Nhưng mà phép lạ lớn nhất là sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời chúng con. Chúng con phải nhận biết điều đó, vì Ngài có ở cùng chúng con. Emmanuel là Ngài ở cùng chúng con. Chúa Giêsu ngày hôm nay có ở trong chúng con. Nhưng mà chúng con phải kinh nghiệm cái từng trải mà nói rằng Ngài là Đức Chúa Trời của con, Ngài là đấng tại trị, và Ngài là đấng sống, Ngài là đấng chữa lành. Bởi danh Đức Chúa Giêsu Christ lần nữa, tất cả những bệnh tật cùng thân thể của anh chị em chúng tôi có câu trả lời nơi dòng huyết của Chúa Giêsu, nên là roi Ngài chịu trên thập tự giá mà bắt lọc được chữa lành. Anh chị em tôi được lành, anh chị em tôi được trở dậy. Những ai mà bên cạnh mẹ tôi, mẹ vợ của tôi đó, bác Tuyết đó, xin đặt tay cho bà. Bà có những cái mệt mỏi và có té mấy lần ở nhà, không có đứng dậy nổi, không có nặng, nhưng mà người rất là yếu. Xin quý bà cho em đặt tay bên cạnh đó, và xin đặt tay bên cạnh những người nào chúng ta biết cần sự cầu nguyện, có bệnh tật trong thân thể hay có sự yếu đuối, chúng ta cầu tay cho họ. Với gia đình Chúa Jesus Christ là cầu nguyện của chúng con, dâng anh chị em chúng con trước mặt Ngài, lời cầu nguyện chúng con, dâng đời sống chúng con trước mặt Ngài, dâng thân thể hèn mòn chúng con, dâng những đời sống yếu đuối chúng con, dâng những sự bất toàn chúng con, nhưng những sự thiếu tốn và những cái dư dật trong cuộc đời chúng con cho Ngài. Gia đình Chúa Jesus Christ, tôi trói buộc quyền lực bệnh tật, tôi trói buộc những quyền lực khó khăn, tôi trói buộc những sự sợ hãi, tôi trói buộc những sự lo lắng, tôi trói buộc những sự lơ là trong sự yêu mến Chúa, tôi trói buộc những điều đó, để rồi đấng làm việc trong chúng con sẽ làm, sẽ làm lớn, sẽ làm mạnh trong cuộc đời chúng con, để kéo chúng con về với Ngài mạnh hơn nữa. Chúng con cảm ơn Cha, chúng con tôn vinh Chúa, và chúng con đọc hầu việc một đấng lớn, một đấng mạnh, một đấng năng quyền, một đấng đời đời không hề thay đổi. Buổi chiều nay là một cái mạch trong cái cuộc đời chúng con, là một cái mốc, một cái dấu mốc để đánh dấu rằng chúng con gặp Ngài
và sự thay đổi là Ngài ban phước cho chúng con, đấng phước hạnh ở cùng chúng con. Không cần thiết chúng con đối diện gì ngày hôm qua, không cần thiết chúng con sẽ đối diện gì ngày mai, nhưng mà đấng ở trong chúng con là lớn hơn kẻ ở trên thế gian này. Chúng con cảm ơn Cha, chúng con yêu mến Chúa nhiều lắm, chúng con hầu việc Ngài, chúng con cảm ơn Chúa, chúng con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen.